Còn Thủ tướng Phạm Văn Đồng trước khi mất ấy, con nói với chúng ta những điều cảm động lắm. Trước khi về với bác, có dặn chúng ta là một, là hàng năm làm giỗ bác phải giỗ ngày âm lịch. Bác mất vào 21 tháng 7 âm lịch các đồng chí nhé. Đồng chí nào đã biết thì đã nhớ, đồng chí nào chưa biết thì ghi nhớ này. Bác mất 21 tháng 7 âm lịch, ứng với ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch, mất đúng ngày quốc khánh năm 69 ấy. Thế đại tướng của chúng ta, đại tướng Huyền Thoại Võ Nguyên Giáp của chúng ta mất ngày nào các đồng chí? Mất ngày 30 tháng 8 âm lịch, ứng với mùng 4 tháng 10 dương lịch năm ngoái đấy. Đấy, năm nay là kỷ niệm 124 năm ngày sinh của bác, 104 năm ngày sinh của đại tướng, 108 năm ngày sinh của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, và cũng là 100 năm ngày sinh của cố đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Nếu còn sống thì bác Hồ mất âm lịch 21 tháng 7. Dỗ bác xong là ta dỗ đại tướng. Ta vừa làm dỗ đầu cho đại tướng rồi. Thủ tướng dặn chúng ta là nhớ bác, tim bác ngừng đập đúng 9 giờ. Còn đảng ta thông báo là 9 giờ 47 phút ấy, là tính cả 47 phút cấp cứu hồi sức cho bác. 6 bác sĩ thay nhau cấp cứu cho bác mà tim bác không đập lại. Thủ tướng xót xa quá mà nói là thôi, không được đâu, để bác đi cho thanh thản. Thì kim đồng hồ mới chỉ đúng 9 giờ 47 phút. Chứ còn đúng 9 giờ sáng, tức là khởi đầu của giờ tâm linh, thì bác đi. Tại sao ta biết đây là giờ tâm linh? May sao mà ta hỏi bác nói ra. Ta hỏi bác một câu là thưa bác vất vả vì chúng con suốt cả ngày đêm thế này, có lúc nào bác cảm thấy yên ổn, thanh thản không? Bác khóc. Bác bảo bác chỉ có một giờ như vậy thôi, trong cả ngày đêm 24 giờ. Rồi bác không nói. Ta phải gặng hỏi mãi bác mới nói là từ 9 giờ đến 10 giờ sáng. Thì bác đi đúng 9 giờ sáng, gọi là chết lâm sàng, tim ngừng đập. Đúng. Và 47 phút ấy, thì vẫn là trong khoảng 9 giờ đến 10 giờ. Thì ta mới thấy là đấy là một điều rất thiêng. Đại tướng của chúng ta cũng thế đấy các đồng chí. Đại tướng của chúng ta, các đồng chí có đọc rất những chuyện rất cảm động. 6 giờ tối, tức là 18 giờ tối, thì trong phòng bệnh của đại tướng cứ ồn ả tiếng khóc, tiếng kêu. Đại tướng đi rồi, tim ngừng đập, 6 giờ tối. Cái người chiến sĩ trẻ tuổi mới nhập ngũ mà lại có vinh dự bổ sung vào đội cận vệ của đại tướng ấy, gác cho đại tướng, là người đã hiến máu của mình để cứu đại tướng sau cái sinh nhật lần thứ 103, đại tướng thiếu máu trầm trọng để sống thêm được ít ngày nữa. Cái chính cái người chiến sĩ trẻ này này, khi nghe tiếng khóc, tiếng gọi đó, anh vội vã đến ngay bên giường bệnh đại tướng. Và anh làm cái việc gì? Anh mở máy điện thoại, bật mạnh cái bản nhạc Quảng Bình Quê Ta Ơi, ghé sát vào tai đại tướng. Đại tướng lại tỉnh dậy, nghe hết bài nhạc Quảng Bình Quê Ta Ơi, đại tướng mới ra đi vĩnh viễn. Và lúc đó kim đồng hồ chỉ 6 giờ 9 phút buổi tối như đảng ta thông báo. Đấy, thì các đồng chí nhớ là những cái vĩ nhân đều có sự trùng hợp rất thiêng liêng về những cái thời điểm như thế, để các đồng chí lưu ý. Thủ tướng Phạm Văn Đồng còn căn dặn chúng ta một câu nữa là không lo được bạn đời cho bác, đó là một trong những điều ân hận lớn của tôi. Người nước ngoài cũng rất là ngưỡng mộ bác, cứ giục bác lấy vợ. Câu chuyện về bác và chủ tổng thống Sukarno cũng rất cảm động các đồng chí. Đồng chí nào công tác trong ngành thể dục thể thao đấy, mà theo dõi cái đại hội thế vận hội ở Indonesia năm đó thì đều biết cả. Ông tổng thống này mời bác sang thăm Indonesia và trao tặng bác bằng tiến sĩ danh dự, vì rất ngưỡng mộ tài năng của bác. Nằng nặc xin kết nghĩa anh em với bác, bác cũng đồng ý. Và bác rất là chân tình, chứ không phải chỉ cử chỉ tượng trưng ngoại giao đâu. Bác rất là chu đáo, coi là anh em kết nghĩa. Thế lần ấy
thì Indonesia là đăng cai Thế vận hội. Thế là mời một đoàn thể thao Việt Nam sang thi đấu. Bác cử ông trưởng đoàn là Nguyễn Vũ Luân, là một chuyên gia thể thao về bóng đá, bóng rổ, làm trưởng đoàn đi. Bác dặn là chú phải lãnh đạo đoàn thật tốt, đem nhiều phần thưởng về cho đất nước, huy chương vàng đấy. Và riêng với chú là sứ giả cho bác, mang thư, mang quà của bác sang cho vợ chồng tổng thống. Bây giờ là anh em kết nghĩa của bác rồi. Ông tổng thống xúc động lắm, dành cho đoàn Việt Nam một đặc ân, tức là cho ở ngay trong dinh thự của tổng thống cơ. Và ông ta đích thân dẫn đi thăm triển lãm, thăm phòng tranh nghệ thuật, thăm phòng trưng bày đồ gốm cổ từ thời Trung Quốc Khang Hy cổ đại cho ông, cho đoàn ta xem. Cái vị trưởng đoàn nhà mình này thì thật thà quá, ông ta tặng cái gì cũng không lấy cơ. Ông ấy rất là thiếu cái tinh tế chỗ này này. Ông ấy tặng là tặng cho bác, mang về tặng bác ấy. Ông ấy tưởng tặng riêng mình, ông không lấy cái gì đâu, ông không lấy cái gì cả. Cứ bảo thú thật với tổng thống, tôi không am hiểu nghệ thuật, tôi chỉ biết thể thao thôi. Cho nên là xin tổng thống một bức tranh nhỏ có chữ ký là được rồi, không lấy cái gì cả. Cái vị tổng thống này dẫn vào thăm một cái phòng trưng bày đồ gốm cổ Trung Quốc rất đẹp từ thời Khang Hy. Ông bảo ngài có thích cái lọ gốm này, tôi biếu ngài làm kỷ niệm. Ông này lại lắc đầu, thú thật với tổng thống tôi không am hiểu về đồ gốm. Tặng là tặng cho bác chứ không biết. Còn hôm chia tay đấy, về nước đấy, thì ông hỏi trực tiếp là anh tôi đã có vợ chưa. Bảo đến giờ này bác Hồ vẫn chưa có gia đình riêng. Ông bảo nếu các chú không lo được vợ cho anh tôi thì để vợ chồng tôi lo vậy. Thế mà các đồng chí, bà phu nhân lại bảo là tôi sẽ đích thân tìm một cô gái trẻ đẹp hiền hậu để giới thiệu với bác. Ông này sợ quá không biết làm thế nào. Nhận lời thì mình không có quyền, mà từ chối thì sợ lịch bất lịch sự. Chuyên chỉ ghi nhận là tấm lòng của tổng thống, xin cảm ơn, về xin báo cáo ngay với bác để bác quyết định. Thế lúc chia tay, ông ta cho mang một cái tác phẩm đồ gỗ điêu khắc rất đẹp, kỳ công lắm, để tặng mang về. Ông này lại từ chối nốt, vì dưới con mắt của nhà thể thao chẳng thấy nó nghệ thuật ở chỗ nào, toàn thấy khúc gỗ thôi. Thế là cứ lưỡng lự không lấy. Trong khi cái ông trưởng đoàn Maroc ấy, ông ấy tinh đời lắm, biết ngay đây là đồ vô giá về nghệ thuật. Mà Maroc thi đấu kém quá, được thưởng mỗi cái mâm đồng đó. Thế nó vác cái mâm đồng ra đổi không? Và tôi đổi cho ngài cái mâm đồng này, ngài mang về cho nó tiện, nó gọn. Chứ ngài ở xa mang cồng cành lắm. Mà nắng nôi này thì nó cong hết, nó vênh hết. Ông này nghe bùi tai đổi luôn cơ. Thế là mang được mỗi cái mâm đồng về biếu bác. Báo cáo công việc với bác phê bình đấy các đồng chí nhé. Các đồng chí học cái đoạn văn đối thoại bác phê bình này hay vô cùng các đồng chí. Đúng là văn hóa Hồ Chí Minh ứng xử tinh tế, thấu tình đạt lý. Bác rất thẳng mà không ai tự ái, vì bác rất là chân thành. Bác bảo chú từ chối cái lọ gốm thì chú dốt thật. Chú không biết đấy là đồ đắt lắm đấy, đắt nhất trong kinh tòa trưng bày của tổng thống đấy. Hồi bác sang bác trông thấy rồi. Thế cơ mà. Còn cái mâm đồng này này, cái mâm đồng này của chú có gì đâu, chỉ cần một cái khuôn thôi. Cái khuôn các đồng chí, chỉ cần cái khuôn thôi, nó dập một phát thì ra hàng loạt cái mâm đồng. Đồ đại trà mà các đồng chí. Còn đây là cái khúc gỗ này này mới quan trọng này. Cái mà chú bảo là khúc gỗ đấy, là tác phẩm điêu khắc nghệ thuật có 102 của nghệ sĩ. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới ra được đây. Bác cũng nhìn thấy rồi hồi bác bên đó. Chú không biết. Cho nên chú phải học thêm văn hóa vào. Bóng đá, bóng rổ thì tốt, nhưng không đủ đâu. Đấy. Câu này bác dặn cho tất cả chúng ta đây nhé. Ai cũng có một nghề chuyên môn, mỗi đồng chí là một nghề chuyên môn khác nhau. Giỏi chuyên môn là rất quý, nhưng không đủ. Bác phải đọc thiên kinh vạn quyển thì mới có một cái vốn văn hóa như vậy. Bác bảo phải có một văn hóa rộng rãi thì mới hiểu được cuộc đời và con người chú ạ. À. Bác bảo là bác phê bình chú, nhưng chú đừng giận bác. Bác chỉ mong chú tốt hơn, giỏi hơn thôi. Đấy, bác động viên chỗ này là rất khéo đấy. Và bác lại tin rằng rồi chú sẽ rất giỏi, rất tốt. Ông này đang buồn sướng quá, được bác khen, lại tươi tỉnh ngay. Đúng không? Và bác nói tiếp câu này này.
Bác bảo bác phê bình chú vậy thôi, chứ thật ra là bác rất hài lòng về chuyến đi của chú. Ông này lại càng vui cơ đồng chí. Đấy, ta xem, ta học bác cách ứng xử, động viên. Ai cũng có triển vọng, đừng để ai tuyệt vọng cả. Mà có phê bình thì cũng không bao giờ phũ phàng, có thấu tình đạt lý. Bác nói câu này ta mới thấy biết bác rất con người. Bác bảo là chú từ chối cái lọ gốm chứng tỏ là chú không tham. Người ta có một cái lọ đắt nhất mà đừng có mang về của người ta. Chú không tham. Ông này sướng quá các ông chị. Có biết là mình tham hay không tham đâu, nhưng mà cứ biết bác khen là gật đầu đã, đúng không? Sau đó ông mới kể cho chúng ta nghe là thật ra hồi đó tôi cũng có biết nó giá trị như thế nào đâu mà tham. Thế mà bác rất con người chỗ đó. Chú từ chối chứng tỏ là chú không tham. Thế bây giờ cái việc mà vợ chồng tổng thống giục bác lấy vợ thì chú trả lời người ta thế nào? Bảo thưa bác, cháu có trả lời đâu. Đấy là quyền của bác, cháu chỉ hứa là báo cáo bác thôi. Bây giờ bác trả lời người ta đi. Bác cười, bác bảo trước khi trả lời tổng thống, bác muốn tham khảo ý kiến của chú đã. Ý chú thế nào? Tức là chú có đồng ý cho bác lấy vợ không? Hay chú lại phản đối bác đây? Ý như vậy. Vị trưởng đoàn thể thao nhà mình trả lời rất cảm động. Nói là thưa bác, cháu nghĩ là nhà bác neo người quá. Bác có ai đâu mà neo các ông chứ? Bác có mỗi một thân một mình thôi mà. Bảo nhà bác neo người quá mà lại muộn mất rồi, bác nên lấy vợ đi. Mà vợ chồng tổng thống tốt thế nên cháu cũng đồng ý. Bác lại cười, bác bảo thế hóa ra chú đồng ý cho bác lấy vợ người nước ngoài à? Vợ chồng tổng thống là người nước ngoài đó mà. Đấy, bác rất tinh ở chỗ đó đấy các đồng chí. Và bác giải thích cho chúng ta xem vì sao bác không lấy vợ. Thì ta thương bác vô cùng. Chính là vì chúng ta trong này. Bác nói là bác không lấy vợ vì bác không có bụng dạ nào hưởng niềm vui riêng cả. Đồng bào miền Nam ngày nào cũng đầu rơi máu chảy như thế này, chiến tranh ác liệt như thế này, bác nỡ nào có hạnh phúc riêng tư. Bác không lấy vợ sẽ có lợi hơn cho cách mạng miền Nam, cho phong trào cách mạng của Việt Nam. Thế là bác hy sinh vì việc lớn nhất. Thế lại có một lần mà bác lại ngồi dự giờ giảng bài của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Cũng kiểu như bây giờ đảng ta mở các lớp đào tạo nguồn thì các đồng chí. Đấy, thời bây giờ Tổng Bí thư là trực tiếp giảng bài. Bác là chủ tịch đảng, bác ngồi nghe. Mà giảng toàn cho cán bộ cao cấp cả. Tổng Bí thư lại giảng về cái chủ đề là đại đoàn kết. Là lĩnh vực của bác thấm thía nhất chứ gì nào. Bác là linh hồn đại đoàn kết. Đồng chí nào làm mặt trận và làm đoàn thể đấy là một hạnh phúc lắm đấy các đồng chí. Dù công việc rất khó khăn. Bởi vì được thể hiện tấm lòng và tình đoàn kết của bác. Thế là Tổng Bí thư mới dẫn ra một câu là thuận vợ thuận chồng bể đông tát cạn, thuận bè thuận bạn tát cạn bể đông. Bác đứng lên ngay. Bác bảo bác có mỗi một mình bác thôi, bác thuận với ai bây giờ? Bác còn người thế đấy các đồng chí. Chứ đừng bao giờ nghĩ bác là thần thánh cả. Bác nói câu này là thật lòng lắm. Và ta phải thương bác. Bác có mỗi một mình bác thôi. Mỗi một mình là đơn lẻ, là cô đơn lắm. Phải có đôi cơ. Bác biết thuận với ai bây giờ? Và bác tự trả lời, bác sẽ làm việc bằng hai người các chú ạ. Mỗi người làm việc bằng hai là từ đấy đấy. Bác tự làm việc bằng hai người như các chú để cho nó có đôi. Thế là bác cũng hóa thân một lần nữa đấy. Bác là như vậy. Nhân đây xin các đồng chí nhớ lại hai bài thơ mà bác viết cho chúng ta và viết riêng cho bác ở một hoàn cảnh đặc biệt những năm cuối đời. Những năm cuối đời bác có nhiều lần đi chữa bệnh mà không công bố đâu. Bác bảo đi bí mật không công bố. Không ai đi đưa tiễn, không đăng báo, không chụp ảnh, không đưa tin. Chỉ chú Vũ Kỳ đi với bác là đủ. Sang Trung Quốc chữa bệnh. Mà lại đúng ngày hết năm hết Tết đến. Mà 6 giờ sáng hôm mùng 1 Tết đã có việc gì đâu. Mà bác lại gọi dậy sớm vậy. Bác bảo lấy giấy bút để bác làm việc. Di chúc thì bác viết xong rồi, đang giữ cho bác đây. Bây giờ ở nước ngoài mà có mùng 1 Tết mà lại 6 giờ sáng đã gọi dậy làm việc. Không biết việc gì, hồi hộp lắm. Càng hồi hộp hơn khi nghe bác nói là chú viết cho bác
chứ bác không viết đâu, mắt bác cũng kém rồi các đồng chí. Di chúc này chúng ta soi vào từng trang các đồng chí nhé. Các đồng chí về nhà soi phần từng trang một thì sẽ thấy hết đấy. Thấy hết là nét tay, nét chữ của bác run đến như thế nào đấy các đồng chí này. Nó có xô đẩy từng dòng lên xuống một, tay bác run, mắt đã mờ. Nó bảo chú viết cho bác. Bác đọc to, đọc rõ, bác đọc cả dấu phẩy xuống dòng, chú cứ làm nguyên cho bác. Ông Vũ Kỳ lại càng hồi hộp. Bác bảo thế chú bắt đầu được chưa nào? Bảo thưa bác đọc đi ạ. Hóa ra bác làm thơ khai bút đầu xuân, có 4 câu thôi. Đã lâu không làm bài thơ nào phẩy xuống dòng. Bác đọc như chính tả. Ông Vũ Kỳ cắm cúi viết như viết chính tả vậy. Đã lâu không làm bài thơ nào phẩy xuống dòng. Ông Vũ Kỳ mới ngẩng lên nhìn bác. Thưa bác thơ à? Bác bảo không, chú cứ viết đi đã. Thế mà nhé. Nay lại thử làm xem ra sao phẩy xuống dòng. Ông Vũ Kỳ vừa viết vừa tủm tỉm là đúng là thơ rồi. Đúng không? Nay lại thử làm xem ra sao phẩy xuống dòng. Câu thứ ba này. Lục khắp giấy tờ vần chẳng thấy phẩy xuống dòng. Ông Vũ Kỳ bảo quái lạ, mãi chả thấy thơ đâu. Thì bác đứng ngay bên cạnh, bác đọc câu cuối cùng sang sảng. Bỗng nghe vần thắng, chiến thắng ấy, vút lên cao. Viết cho chúng ta thì bác vui như vậy đấy. Viết cho chúng ta thì nỗi lòng của bác lạc quan như vậy đấy. Bài Bác ơi của Tố Hữu mà viếng bác đấy, có một câu rất thấm thía nhé. Tất cả chúng ta đều đã thuộc lòng cả. Bác chẳng buồn đâu, bác chỉ đau. Nỗi đau dân nước, nỗi năm châu, ngổn ngang trăm mối như lòng mẹ, cho hôm nay và cho mai sau. Viết cho chúng ta toàn lạc quan như vậy. Còn viết riêng cho bác đấy thì xót xa vô cùng. Thời gian đi chóng tựa đưa thoi, thấm thoát xa nhà một tháng rồi. Ngàn dặm nghe vui tin thắng trận, tin của tổng tiến công. Một mình là đơn chiếc lắm đấy, lẻ loi, nằm tính chuyện xa xôi. Câu thơ rất buồn, một mình này, nằm tính chuyện xa xôi, nằm ở đất khách quê người. Tính chuyện xa xôi là tính chuyện này đấy các đồng chí. Ngẫm nghĩ về di chúc, để lại cho đời những gì, cho dân, cho đảng những lời dặn gì. Đau nỗi đau của bạn bè quốc tế, tôi càng tự hào về cách mạng bao nhiêu, càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa của các đảng anh em. Và bác đau, bác tính chuyện xa xôi bởi vì miền Nam chưa thống nhất. Mà bác chủ tính là có khi đi rồi không đợi được miền Nam, mà miền Nam vẫn chưa được giải phóng. Thì đúng như thế. Thì đấy là những cái chi tiết chúng ta cũng cần biết thêm về cuộc đời của bác. Và chính ở đây, xin chúng ta cùng nhau thay đổi cách nghĩ về Hồ Chí Minh. Chớ bao giờ phủ lên bác một cái ánh hào quang giả tạo, có tính chất tôn giáo. Phải để bác sống chân thật như cuộc đời, như con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, ta mới thấy hết được cái điều vĩ đại của bác từ những chuyện sinh hoạt nhỏ hàng ngày. Ví dụ như thế này, các đồng chí đều biết bác viết cho báo Đảng, báo Nhân dân mà chúng ta đọc hàng ngày đấy, ở các cơ quan của Đảng đọc hàng ngày, từ số đầu tiên ở chiến khu Việt Bắc đến số cuối cùng trước khi mất, bác viết hàng nghìn bài. Mà ta vô ý quá, không bao giờ trả tiền cho bác. Tiền nhuận bút đi các đồng chí. Thật ra thì cũng nghĩ là phải gửi tiền nhuận bút cho bác, nhưng mà thời bao cấp mỗi bài báo nó có mấy hào thôi. Xấu hổ không dám giả. Thế rồi quên bác đi. Báo biếu cho bác cũng không có. Cứ nghĩ là bác ở văn phòng trung ương thì thiếu gì báo. Nhưng bác là tác giả cơ mà. Vậy ta sơ suất thế đấy. Ta thì quên đi, chứ bác có quên đâu. Bác chờ mãi tiền trả có báo thì không. Bác gọi điện thẳng sang báo Nhân dân bác đòi các đồng chí. Đấy, chỗ anh Đinh Thế Huynh bây giờ, anh trước làm tổng biên tập. Trước nữa là Hoàng Tùng, là Tố Hữu. Bác hỏi tổng biên tập,
tổng biên tập báo Nhân dân, chức vụ chính quyền là bộ trưởng, chức vụ đảng ít nhất là ủy viên trung ương, có khi là ủy viên ban bí thư hay bộ chính trị. Thế là tổng biên tập ra đầu dây nói: thưa chuyện bác. Bác hỏi ngay: thế chú quên bác rồi à? Bác viết cho các chú nhiều thế mà chẳng giả cho bác xu nào là thế nào? Bác đòi tiền có hồn nhiên không? Các ta là trí thức thì có khi là ấp úng chả dám nói, đúng không? Chứ bác đòi thoải mái có sao đâu, nó chính đáng có cái gì đâu, đúng không? Bác viết cho các chú nhiều thế mà chẳng giả cho bác một xu nào là thế nào? Thế là tổng biên tập vội vàng xin lỗi bác: chúng cháu có lỗi quá, bác cũng tha thứ cho. Rồi Thanh Minh rất là thật thà: nhưng bác phải hiểu cho lòng chúng cháu, anh em chúng cháu ngày nào cũng bảo nhau bác Hồ của chúng mình vĩ đại lắm, bác không biết tiêu tiền đâu. Bác mà lại không biết tiêu tiền, các đồng chí, tiền bao giờ cũng có ảnh bác, dưới ảnh bác là mệnh giá của đồng tiền, bác biết quá sao lại không biết. Các đồng chí đọc nhật ký trong tù mà xem, bác phải giữ từng xu, giấu từng xu, mua nước thì lại không có để pha trà, đúng không? Là như vậy mà đau khổ đấy. Mùng một Tết ở trong nhà tù, bác đưa cho quản giáo mấy xu bác giấu được từ trước, nhờ nó mua cho một chai rượu nhỏ xíu này, một gói lạc giang, bác tự làm tiệc Tết cho mình trong nhà tù. Bác biết tiêu tiền quá nhé, lại bảo bác không biết tiêu tiền, cứ biến bác là ông thánh. Bác cười, bác bảo là bác có vĩ đại gì đâu mà chú cứ nghĩ vậy, bác bình thường như chú như mọi người thôi, thôi giả tiền cho bác đi. Bác đòi tiền thoải mái các đồng chí, đúng không? Các đồng chí nữ học bác cái chỗ này nhé, ra đừng có giữ kỹ giữ kẽ cái gì cả, nó rất là tự nhiên hồn nhiên mà. Mà bây giờ ta nghĩ lại, nó hóa ra là đấy là văn hóa đấy các đồng chí. Trung thực là văn hóa, hồn nhiên là văn hóa, sống thật với mình với đời chính là văn hóa. Thì bác là một tấm gương. Hơn nữa cái chỗ này mới cao quý này, bác đòi tiền là một cái cớ thôi, chứ bác có tiêu gì đâu, bác có giữ tiền đâu, ông Vũ Kỳ giữ cho bác chứ. Bác muốn nhân cái việc này dạy chúng ta một bài học đạo đức, ứng xử với dân thế nào. Bác bảo thôi, dù sao chú cũng có lời xin lỗi bác thì bác cũng cho qua. Bây giờ bác nhắc các chú một câu: với dân các chú không được thế, bác mà còn thế, với dân các chú đối xử thế nào? Đấy. Thế từ đó trở đi, thế là bắt đầu giả tiền cho bác. Thì văn phòng trung ương nhận cho bác, ông Vũ Kỳ giữ cho bác. Ông Vũ Kỳ bảo là may cho bác một cái túi vải, nó có cái giải rút kéo lên thế này, vẫn còn để trong bảo tàng ấy. Chứ bác làm gì có visa như chúng ta bây giờ, bác làm gì có sổ tài khoản như bây giờ các chứ. Bác bảo tiêu pha cho bác xong, còn gì giữ cho bác, tiêu gì bác sẽ nói. Thế mà lúc bác mất ấy, ông Vũ Kỳ được mời, trung ương mời đến để báo cáo cho trung ương nghe toàn bộ về di chúc. Ông Vũ Kỳ nhân tiện nộp lại cho trung ương và cả cái túi tiền tiết kiệm đổ xuống còn được có mấy đồng bạc. Cả một cuộc đời, cả một cuộc đời của lãnh tụ còn được có mấy đồng bạc. Bác cho hết đồng bào, chiến sĩ, bà mẹ, phụ nữ, các cụ già thượng thọ, nhất là các cháu thiếu niên nhi đồng, có còn gì cho riêng mình đâu. Nâng niu tất cả, chỉ quên mình là thế mà. Đấy là một câu chuyện đáng được kể. Bữa ăn của bác cũng vậy. Bác là lãnh tụ thì chăm sóc bác phải tinh tế chứ. Biết là bác tiết kiệm thì phải hiểu như vậy. Ai lại bác bảo là bác là người xứ Nghệ, bác chỉ thích ăn món ăn dân dã của quê nhà thôi. Ý bác là đừng bày vẽ tốn kém làm gì. Mỗi đồng tiền bát gạo đều là mồ hôi nước mắt của dân cả, phải tiết kiệm. Ta lại không hiểu ý đó, đi hỏi bác là thế món dân dã của bác là món gì. Thế là bác phải kể ra, nào là canh rau muống nông bích tương gừng nào, cá bống kho nào, cà muối xứ Nghệ này. Bác bảo cà Nghệ quê bác ngon lắm, nó giòn lắm. Đấy. Ta lại tưởng bác thích, bữa nào một đĩa cà đầy cho bác không. Bác cũng ăn như người dân bình thường, không có phân biệt đâu là cơm của lãnh tụ, đâu là cơm của dân cả. Bác thương dân, bác còn nhịn ăn để nuôi dân cơ mà. Nhưng bác hỏi chúng ta một câu rất là hóm hình: cà Nghệ quê bác thì ngon thật đấy, nhưng mà các cô các chú lấy đâu ra mà lắm thế, bữa nào cũng cho bác ăn cà. Ta lại tưởng bác thích, các đồng chí, ta lại nói bắt đầu ba hoa: bác cứ dùng cho thoải mái đi bác, chúng con chuẩn bị sẵn cho bác một ô tô cà cơ mà.
Thì đấy là cha ta nói quá lời thôi, chứ không có đâu. Bác cũng biết, nhưng bác tranh thủ dạy chúng ta luôn về đạo đức. Cà nghệ quê bác thì ngon thật, nhưng bác ăn thế là đủ rồi. Bây giờ bác nhờ các cô, các chú ăn giúp cái ô tô cà này cho bác đi, rồi góp tiền lại mà trả cho dân. Ai ăn thì người ấy trả tiền. Đấy. Các đồng chí có nhớ phương châm của bác là chỉ làm điều lợi cho dân, tránh điều hại tới dân. Việc lợi thì khó mấy cũng phải làm, việc có hại dù một chút nhỏ cũng phải tránh. Mà nếu được như vậy đây, thì đấy là cái thước đo quan trọng nhất của việc học và làm theo bác đấy các đồng chí. Và là chỗ được dân thương nhất và dân tin nhất. Chỉ vì ta chưa làm được hoặc chưa làm tốt mà mất lòng tin của dân thôi. Mà nếu như bác còn sống bây giờ, bác nhìn những cái điều tiêu cực như thế này thì bác buồn lòng lắm đấy các đồng chí. Trong đó có cả lãng phí xa hoa, tiền của, thời gian, sức lực ở rất nhiều nơi, kể cả trung ương nữa. Đấy. Thì chúng ta mới cảm thấy thương bác và phải học bác một cách nghiêm chỉnh. Thế là ta rút kinh nghiệm, không mang cà cho bác nữa, hoặc là mỗi thỉnh thoảng có một vài quả cà nhỏ thôi. Mang bằng một đĩa cá rán, mà chỉ có một con cá rán thôi, bữa cơm trưa của bác. Bác lại không ăn cái nào. Bác bảo là có phải cá anh Vũ không? Bảo thưa bác, đây là cá của Phú Thọ gửi xuống biếu thì để làm để bác dùng. Bác bảo cá này nổi tiếng lắm. Anh Vũ là cái loại cá ở ngã ba sông Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ. Ngày xưa là cá tiến vua đấy. Bây giờ nó môi trường hỏng chứ nó không còn nữa đâu. Hoặc nó rất ít thôi. Bác bảo cá này ngon lắm đấy, nổi tiếng lắm. Nhưng mà cất đi chiều tối mới ăn. Bây giờ bác chưa ăn. Ta cũng không hiểu ý bác. Lại bảo bác cứ dùng đi bác, hẳn còn nhiều mà. Có phải nhiều ít gì đâu. Bác giải thích là chú Tô thích món cá này lắm. Chú Tô là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ở cùng với bác, ăn cùng với bác. Mà chú Tô đi công tác vắng, chiều tối mới về. Bác đợi chú Tô về, bác mới ăn. Thế mà, có miếng ăn cũng dành cho người yêu quý là Thủ tướng. Mà bác thương Thủ tướng vô cùng. Vì như các đồng chí đã biết, ấy, Thủ tướng có một cuộc sống riêng rất vất vả. Bác càng thương. Cái chuyện mà bà vợ phu nhân của Thủ tướng là bị bệnh trầm cảm mấy chục năm nay không chữa được, mà đến giờ này cũng chưa đi được. Mà Thủ tướng thì về với bác lâu rồi, năm nay còn Thủ tướng 108 tuổi. May có người con trai bây giờ là Thiếu tướng quân đội, anh Phạm Văn Dương. Bác thương Thủ tướng lắm đấy các đồng chí nhé. Dọn vào nhà sàn ở, nói mãi bác mới vào. Mà bác dặn thế này này, bác ở một phòng thôi, có hai phòng đấy mà, bác ở một phòng thôi, một phòng dành cho chú Tô. Thế cơ mà. Mà Thủ tướng lấy cớ là còn chăm sóc vợ con, nên xin phép ra ở riêng. Để bác ở và làm việc, mỗi phòng có 10 mét vuông, có hai phòng thôi, có nhiều nhặn gì đâu. Bác thương người như vậy, miếng cá cũng để dành cho Thủ tướng. Mang ô tô sang để bác đi mới cho đỡ vất vả, vì ô tô bác hỏng quá. Bác bảo bác có đi đâu nhiều mà dùng xe sang vậy. Chính ra bác đi nhiều nhất. Những năm cuối đời bác, chỉ riêng việc xuống nông thôn, xuống cơ sở, bác đi tới 700 lần. Đời bác ấy các đồng chí. Bác bảo Thủ tướng làm ngoại giao, đưa xe sang cho Thủ tướng dùng để tiếp khách quốc tế. Còn bác có đi đâu nhiều đâu mà dùng xe này cũng được rồi. Bác là như vậy cơ mà. Thủ tướng cũng lại rất thương bác các đồng chí. Thương bác lắm. Mỗi lần sang làm việc với bác, cứ nấn ná ở lại trò chuyện để bác vui và ăn cơm cùng với bác. Ai ngờ trong bữa cơm bác bảo thế này này, chuyện này các đồng chí nào phải đứng tuổi, sở thời bao cấp thì mới hiểu được. Các bạn trẻ có khi không biết đâu. Bác bảo là chú nhớ làm ngay cho bác một cuốn sổ chấm cơm. Biết tập thể các đồng chí. Chấm cơm. Bác đặt tên cho bác là Hiền. Bác đặt tên cho chú là Lành. Hàng ngày có hai người Hiền và Lành ăn cơm chung với nhau, lấy tiền lương mà thanh toán, không lấy một xu nào của đảng cả. Đấy. Có cái cuốn sổ chấm cơm đó thật, nhưng mà chúng ta ít để ý. Ta toàn ngắm nhà sàn, vườn ao, rồi là vườn rau ao cá của bác thôi. Chứ có cuốn sổ đó. Trong nhà sàn còn có đôi guốc mộc bác đi hàng ngày. Dép cao su chỉ đi hội nghị, đi nước ngoài đấy nhé. Trong nhà sàn chỉ đi guốc mộc.
chiều tối nào cũng ra ao cá cho cá ăn. Bác là như thế đấy. Bác còn dặn thế này này. Bác dặn là các chú có vợ, có con, có gia đình. Bác chỉ có một mình bác thôi. Cho nên mỗi lần bác mời cơm các nhà lãnh đạo, mỗi lần bác đón khách miền Nam ra, phải lấy tiền lương của bác mà chi, không được lấy quỹ đảng. Bác là như vậy. Thì ta mới càng thấy học bác bây giờ, mới thấy cái nguồn gốc chữ liêm ấy, được bác thực hành cao quý đến như thế nào. Có một câu chuyện kể này rất đáng để chúng ta phải nói với nhau. Nhất là gần đây đảng ta đang đẩy mạnh dân chủ và thực hành dân chủ. Các đồng chí đều biết ông Vũ Kỳ. Ông Vũ Kỳ là được coi là tiểu đồng của bác, là thư ký lâu năm nhất của bác, ở với bác suốt từ Tân Trào Việt Bắc đến khi bác mất là 24 năm. Thế tự nhiên bác lại gọi ông Vũ Kỳ ra, bác hỏi các đồng chí. Bác bảo chú Kỳ, chú ở với bác lâu như thế, chú thấy bác thế nào? Ông Vũ Kỳ cũng băn khoăn, không biết mình có điều gì sơ suất để bác buồn. Bác lại hỏi vậy. Nhưng không phải. Ý bác là phải phê bình bác. Bác không phải người hoàn toàn. Ở đời nhân vô thập toàn, ai cũng có khuyết điểm. Đừng nể bác mà không nói. Thấy bác viết không đúng hay không hài lòng, các chú cứ phải phê bình bác, cứ cãi bác đi. Sao cứ im lặng vậy? Bác sâu sắc thế và khiêm nhường đến như vậy. Bác ví dụ là ngày xưa đấy, các cái bậc hiền triết họ rất chú trọng đạo đức, mỗi ngày 3 lần tự kiểm điểm. Còn bây giờ chúng ta làm đảng viên, làm người lãnh đạo, người quản lý, càng phải chú trọng tự phê bình. Ngày xưa đấy là nhất nhật tam tỉnh ngô thân. Tiếng Hán tức là nhất nhật là một ngày, tam tỉnh là 3 lần thức tỉnh, ngô thân là giác ngộ về mình. Làm việc tốt, bỏ hạt đỗ đỏ, đỗ trắng vào một cái lọ. Làm việc bất minh, mờ ám, xấu xa, bỏ hạt đỗ đen, đỗ xám vào một cái lọ khác. Rồi tự mình xem mình tốt nhiều hay xấu nhiều mà sửa đi. Người xưa còn như vậy. Ông Vũ Kỳ làm sao mà hiểu ngay được cái sự sâu sắc như thế của bác. Mà tính tình thì lại hồn nhiên. Bác hỏi thì không trả lời, lại đi hỏi bác. Câu hỏi rất là hồn nhiên. Thưa bác, cháu ở với bác bao nhiêu lâu mà sao mãi cháu không học được bác? Thế bác bảo thế chú chưa học bác điều gì? Bảo không bao giờ bác nặng lời với ai. Ngay với cháu khi có lỗi, bác chỉ nghiêm thôi, bác không bao giờ bác mắng mỏ. Thế mà sao cháu hay gắt gỏng anh em thế? Nóng tính mà. Biết là sai là xấu mà vẫn không sửa được. Hay nó là cá tính hả bác? Câu trả lời, câu hỏi rất là thành thật. Chúng ta có khi cũng vậy. Bác cười, bác bảo là chú ở với bác lâu bao nhiêu thì cũng giống như bác ở với chú lâu bấy nhiêu. Ở với nhau, ông Vũ Kỳ đêm nào chả vào phòng bác, tắt đèn cho bác, ở suốt liên tục. Chú là lâu thì bác cũng là lâu. Vậy mà có bao giờ bác thấy chú gắt bác đâu? Câu hỏi của ông Vũ Kỳ mà làm ông, của bác mà ông Vũ Kỳ giật mình. Giật mình để ngẫm nghĩ, để ngộ ra, giác ngộ ra cái điều này này. Là hóa ra ở đời này, không bao giờ ta gắt thủ trưởng, không bao giờ nặng lời với cấp trên, ta toàn bắt nạt anh em thôi. Thế là cả một tình huống dân chủ đấy các đồng chí. Chuyên bác nói tiếp, vậy chú phải tự xem lại mình đi, tức là tự phê bình này. Một, chú có tôn trọng anh em không? Hai, chú có tin cậy anh em không? Thứ ba, chú có tình thương thật sự với anh em không? Nếu đủ cả 3 điều ấy, việc gì phải nặng lời gắt gỏng nhau, đừng làm đau trái tim nhau, có gì bảo nhau thôi. Đấy. Thì 3 điều bác dặn ông Vũ Kỳ, có ngờ đâu bây giờ là 3 điều kiện để thực hành dân chủ trong ứng xử với nhau, nhất là trong đảng. Thì đấy là điểm rất đáng lưu ý. Không phải ngẫu nhiên mà trong bản di chúc này, các đồng chí này, 3 lần bác nhắc đến dân chủ đấy nhé. Quốc hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thứ hai,
trước hết nói về Đảng, mà trong Đảng trước hết về đoàn kết. Đoàn kết từ trung ương tới chi bộ, giữ gìn cái truyền thống cao quý này như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Và một điểm nữa là câu cuối cùng này, dân chủ có trong mục tiêu của Bác. Nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ. Muốn có dân chủ phải có đoàn kết, và phải tự phê bình và phê bình, thấu lý đạt tình. Mà phải biết trọng dân. Trọng dân là trọng từng người dân, trọng pháp là tôn trọng pháp luật. Thế cho nên lại có một lần, nhà thơ Tố Hữu là nhà thơ Bác yêu, rất yêu quý, được Bác hỏi. Bác hỏi một câu này mà nhà thơ không hiểu và không trả lời đúng. Bác bảo: chú là người học nhiều, biết rộng, lại đi đây đi đó. Chú thử nói cho bác xem chú hiểu dân chủ là thế nào. Nhà thơ lại tưởng bác kiểm tra mình về mặt lý luận. Thế là bao nhiêu chữ nghĩa ở trường Đảng dạy là đem ra nói vanh vách cả. Bác nghe hết, nghe hết. Bác rất tôn trọng người đối thoại mà. Nghe xong bác cứ tủm tỉm cười. Bác bảo: bác chỉ cần chú nói một câu thôi, mà sao chú nói nhiều thế? Nói một câu là khó lắm đấy các đồng chí. Thâu vào cái thần thái của nó mà. Thế là không nói được. Bác bảo: thế thì để bác nói vậy. Bác nói ý kiến của bác thôi, bác không có áp đặt ai cả. Các đồng chí đọc kỹ những tác phẩm bác viết về dân chủ đấy, bác không bao giờ áp đặt ai, bác chỉ gợi ý thôi. Bác bảo là dân chủ có gì đâu mà chú cứ làm cho nó mênh mông lên thế. Theo bác, dân chủ quan trọng nhất ấy, làm sao cho dân họ mở mồm ra. Các đồng chí suy nghĩ câu này nhé, quan trọng lắm đấy con. Bác nói một điều nôm na nhất, nhưng nói được cái điều sâu thẳm nhất. Dân là chủ cơ mà. Dân họ mở mồm ra, tức là họ có tiếng nói phê bình, họ có quyền kiểm soát, họ có quyền giám sát phản biện, họ lựa chọn chúng ta để chúng ta phục vụ họ. Họ là chủ cơ mà. Này, bác nói câu này sâu sắc lắm. Trong những cái lời dạy của bác về dân chủ, ngoài di chúc ra đấy, có ba cái điều này là nổi bật nhất này. Thứ nhất, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trên thế giới không gì mạnh bằng sức mạnh của muôn dân. Thứ hai là dân chủ là của quý báu nhất trên đời của dân. Và thứ ba, thực hành dân chủ rộng rãi là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn. Tất cả bắt đầu từ dân, cuối cùng cũng trở về với dân. Nhất tôn trọng dân. Đồng chí nào trong ngành công an thì có một cái hạnh phúc lớn lắm này. Sáu lời bác dạy công an, sáu mối quan hệ lớn mà chỉ xoay quanh chữ dân thôi các đồng chí nhé. Với công việc, với tự mình phải cần kiệm liêm chính, với đồng sự thân ái giúp đỡ, với công việc phải tận tụy, với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, với dân chúng phải kính trọng lễ phép, với kẻ địch phải cương quyết khôn khéo. Tất cả chỉ xoay quanh trách nhiệm với dân mà. Đấy là dân chủ. Các đồng chí có biết cái chuyện mà bác bổ nhiệm ông Lê Giản, một cán bộ cao cấp, vào cương vị chánh án tòa án rồi viện trưởng kiểm sát. Bác cẩn thận lắm. Bác không như chúng ta là chỉ nghe báo cáo của cấp ủy thôi nhé. Dùng ai bác phải cho gặp trực tiếp. Bác quan sát khuôn mặt, bác nghe tiếng nói, bác quan sát dáng đi, bác xem chữ viết, bác đặt câu hỏi để bác xem trả lời có thông minh không. Ưng ý mọi chuyện rồi bác bảo ăn cơm với bác đã. Ông Lê Giản là thế đó. Trong bữa cơm bác hỏi một câu này, bác nói một câu này: chú làm nghề này, nghề này tức là cái nghề xét xử tư pháp, nhớ là phải thiết diện vô tư. Nếu chú không thiết diện vô tư được thì bác đành phải thiết diện vô tư với chú. Tức là có chế tài đấy các đồng chí. Một câu thôi mà bao quát hết cả công thức dùng người của bác. Mà bác có một biệt tài dùng người. Một là phát hiện ra nhân tài, hai là đánh giá đúng con người, thứ ba là đem cả tấm lòng ra để mà dùng người, đối đãi với con người. Cho nên những người bác chọn
toàn những nhân cách lớn cả. Bác không có câu nệ, ngay cả quan lại cao cấp của triều đình mà vì dân vì nước bác vẫn dùng hết, mà bác đối xử rất cảm động. Thì đấy là điều đáng học bác nhé. Học bác để vì dân, nhất là khi chúng ta tổng kết 45 năm về di chúc. Đặc biệt nữa, lại có một chuyện này đáng phải nói. Sinh thời bác rất lo cái chuyện chúng ta làm không đúng, nói một đằng làm một nẻo. Nhất là bác rất bận tâm vì chúng ta nói nhiều mà làm ít. Chứ có một lần bác nói một câu thế này: bác nói những điều như lẽ phải thông thường, không có gì phải giảng giải cả, nó đúng tự nhiên như cuộc sống vậy. Bác bảo các chú có biết không, tạo hóa cho mỗi người hai con mắt để nhìn, hai cái tai để nghe, hai lỗ mũi để ngửi, nhưng chỉ cho mỗi người một cái miệng để nói thôi, nên các chú nói ít thôi. Đến như vậy đấy các đồng, không cần phải giảng giải gì cả. Lại có một cái chuyện này, có một lần mà một đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước đến gặp bác, đề nghị với bác một việc rất chân thành, nói năng rất nghiêm túc và có hàm ý phê bình bác về chuyện ăn mặc ấy. Bảo thưa bác, xin bác đừng ăn mặc kiểu này nữa. Ý bác là mặc com lê, mặc diện mà, như các nước hiện đại. Bác cứ ăn mặc kiểu này, dân chúng họ không hiểu, họ lại trách chúng tôi là không quan tâm đến bác. Rồi bạn bè quốc tế, các đảng anh em sang thăm, họ cười chúng tôi. Ý nói thế là nghiêm lắm đấy các đồng chí. Ý bác là đừng có mặc quần nâu áo vải, đi guốc đi dép thế này nữa. Bác nghe xong bác bảo chú nói xong chưa? Bảo thưa bác đã trình bày xong, bây giờ xin ý kiến bác. Bác nói câu này ta xem có thấm thía không. Bác bảo bác mặc thế này nó quen rồi, nó hợp với bác, mà việc có gì đâu mà chú cứ làm quan trọng thế. Bác mặc thế này, tức là quần nâu áo vải, thậm chí áo vá, bác khâu lấy khuy áo này. Bác mặc như thế này mà dân còn khổ, nếu bác mặc sang trọng vào như chú muốn thì dân còn khổ đến đâu nữa. Thì đấy là cả một thông điệp. Ông cha ta từng tổng kết là thượng bất chính hạ tắc loạn. Làm gương mà còn chưa xong, huống hồ bây giờ lại không theo gương nữa thì dưới sẽ làm loạn. Đấy, một câu ấy của bác thôi mà thấm thía như vậy. Lại một đồng chí có trọng trách ở văn phòng trung ương đến xin gặp bác, trình bày với bác toàn bộ cái dự án về cải tạo nhà cửa, xây trụ sở, xây phòng khách quốc tế, xây lại nhà ở cho bác. Nói rất say sưa. Bác nghe xong bác bảo chú nói xong chưa? Bảo thưa bác đã trình bày xong, bây giờ xin ý kiến chỉ đạo của bác. Bác nói ngay, bác không có chỉ đạo gì hết, bác chỉ muốn hỏi chú một câu thôi. Thế là tưởng bác nói câu gì quan trọng, sẵn sàng lấy bút lấy sổ để ghi chép. Câu bác nói là thế này này: liệu chú có còn việc gì để làm nữa không? Ta hiểu ý của bác chứ? Ý bác phê bình này: thôi chú về làm việc đi, đừng bao giờ nhắc bác chuyện đó nữa. Bác ở thế này là đủ lắm rồi. Cách mạng chú nên biết, không lấy sức mạnh ở ngôi nhà to hay nhỏ, mà lấy sức mạnh trong lòng dân. Thế thôi. Ai có ngờ đâu ra họp trung ương, bác là chủ tịch đảng, bác hỏi là các chú có biết là trụ sở trung ương nên xây ở đâu là tốt nhất. Ta lại tưởng bác hỏi về không gian, về địa điểm cụ thể, có đúng đâu. Bác bảo trụ sở trung ương tốt nhất là xây trong lòng dân ấy các chú ạ. Thì ta mới thấy được là sinh thời bác chú trọng đến dân, đến nước, đến đảng, đến chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên thế nào. Và đấy là những trọng điểm bây giờ phải học bác đấy các đồng chí. Bác có một thói quen này, thói quen là đến đâu cũng tăng gia. Ở trong này các đồng chí cũng thế, các đồng chí, đến đâu cũng tăng gia. Chúng ta có lợi thế về đất đai, về tiềm năng, về tài nguyên như thế. Ở núi rừng Việt Bắc cũng vậy.
ở nhà sàn thời Hòa Bình cũng vậy. Thời kháng chiến, cơ quan trung ương và nhà chỗ bác ở mấy trăm lần di chuyển địa điểm để đảm bảo bí mật và an toàn. Chiều hôm trước vẫn thấy bác chăm chú tưới rau, mà sáng hôm sau bác dạ đã đi từ Tinh Mơ chuyển cơ quan. Thế chiến sĩ nhà mình không hiểu, thấy bác tưới rau lại hỏi bác là: thưa bác, thế không chuyển địa điểm nữa hả bác? Bác bảo vẫn chuyển bình thường, ngày mai Tinh Mơ là đi mà, mỗi một chú một cái túi rết ba lô gọn nhẹ đi ngay được. Hỏi bác là: thế thưa bác, thì sao bác vẫn tưới rau? Bác bảo là: mình không ăn thì để dân ăn, đi đâu mà thiệt. Ta xem phong cách của bác như vậy. Thế còn chúng ta thì có thời gian rỗi, có điều kiện cũng chẳng chịu tăng ra. Thế một hôm thì lại liên hoan, tát ao cá, nấu một nồi canh cá thật to, cả đơn vị cùng ăn. Thèm lắm một quả ớt cay mà không có, không tăng ra lấy đâu ra ớt cơ đồng chí. Thế là mới xui chiến sĩ sang vườn bác hái, hái ớt của bác. Chưa kịp hái quả nào bác đã xuất hiện. Bác bảo: chú làm gì vậy? Bảo: chúng cháu ăn liên hoan, bác cho chúng cháu mấy quả ớt, không có ớt cay ăn canh cá nó mất ngon bác ạ. Bác bảo: đúng rồi, bác cũng thấy thế mà. Nhưng để bác hái cho, để bác hái cho nhé. Chú biết quả nào ngon, quả nào cay mà hái. Câu này cũng hóm hình lắm đấy các bạn. Đã sang nhà bác hái trộm thì là hái cho nó nhanh rồi về, có còn quan sát, còn chọn cái gì đâu. Bác bảo: để bác hái cho. Bác hái cho một nắm ớt chín đỏ đây này, bác đặt vào lòng bàn tay. Bác bảo: đem về ăn, nhớ giữ hạt lại mà trồng, vừa có ớt ăn, vừa đỡ phải đi xin chú à. Đấy. Ta cứ học bác từ những chuyện nhỏ như vậy, chứ có cao xa gì đâu các đồng chí. Các đồng chí có nghe chuyện là chúng ta mà học bác không học được ấy, là do không hiểu bác thôi. Không hiểu bác thì không học được bác đâu. Bác vĩ đại nhưng bác giản dị, thì ta lại cứ nhầm là bác giản đơn. Và ta học bác, học cái tâm, cái đức của bác thì lại không học. Đi học toàn kiểu bắt chước hình thức thôi. Mà hình thức thì bao giờ bắt chước được, vì ở đời chỉ có một Hồ Chí Minh thôi chứ. Thế là các nhà lãnh đạo của mình này, toàn chủ chốt cả, đi đón bác. Ai lại rủ nhau là mặc quần nâu áo vải, để bác khen là giản dị. Có vị còn công phu là tìm cả cái mũ lá các anh chị nhé. Bác đội mũ lá mà. Rồi sau này về Hà Nội bác có cái mũ kaki của bác đấy. Bác vẫy đồng bào trên lễ đài đây này. Rồi gì nữa các đồng chí? Bác ra mặt trận bác hay quàng cái khăn này ở cổ lau mồ hôi này. Bác ngồi ở bờ ruộng với nông dân trò chuyện. Bác uống bát nước vối dân đưa cho cũng lấy khăn trắng lau mặt thế này. Nhiều vị làm đúng như thế. Có vị lại còn công phu sắn quần ống cao ống thấp, chống cái gậy như bác ở mặt trận như các đồng chí. Thế là ô tô bác đến càng gần bác càng thấy lạ. Sao mà có một đoàn người giống nhau thế? Thế bác mới mở cửa xe bác hỏi: ai lại toàn chúng ta cả, toàn chủ chốt hết này, bí thư, chủ tịch thường vụ. Bác cười, bác bảo: các chú đóng kịch khéo lắm. Thôi đi về thay quần áo đi, bác đợi để làm việc. Thế là bác phê bình. Ta lại cũng không hiểu, trên đường về lại bảo nhau là cứ tưởng bác khen, ai ngờ bác lại chê. Thôi thì lần sau ngược lại, mặc thật diện và đi đón bác để bác vui. Thế là toàn com lê súng xính đón bác. Bác tủm tỉm cười, bác bảo là: hôm nay bác rủ các chú đi tát nước đấy. Tát nước thì mặc com lê tát nước thế nào được các đồng chí? Đây. Thế rõ ràng là học bác là học cái tâm, cái đức của bác, chứ không phải học kiểu đó được đâu. Bây giờ thì cũng không ai nghĩ như vậy nữa, nhưng bây giờ nó lại mắc vào khuyết điểm khác. Cái mà bác gọi là phù phiếm, khoa trương, hình thức, chứ nó không phải thực chất. Thì càng phải chú trọng chỗ này các đồng chí. Nhất là đồng chí nào làm lý luận, làm tuyên huấn ấy, tuyên giáo ấy, chỗ này bác dạy thấm thía lắm đấy các đồng chí này. Bác rất chú trọng lý luận, nhưng mà không được sách vở, không được kiểu câu nệ chữ nghĩa, mà lấy cái thần thái của lý luận thôi, là tinh thần và phương pháp, tức là phải gắn lý luận với thực tiễn. Các đồng chí thuộc lòng ba cái câu này nhé. Bác tổng kết chủ nghĩa Mác Lênin vào có ba câu: thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến lên lý luận, lý luận lãnh đạo thực hành, không thừa không thiếu. Thế bác lại gặp một đoàn nam nữ thanh niên ngồi nghỉ ở bờ suối, rồi kháng chiến.
thấy bác đến đứng dậy chào bác. Bác hỏi các cháu đi đâu vậy? Bảo thưa bác, chúng cháu đi học lý luận ạ. Nói chữ nghĩa với bác. Bác bảo học gì vậy? Bảo thưa bác học Marx Lenin ạ, tức là trường đảng đấy. Bác bảo có hay không? Thưa bác rất hay ạ. Nhưng có hiểu không? Thưa bác lại chả hiểu cái gì. Bác buồn lắm đấy các đồng chí. Bác viết ngay cái bài phê bình là đề phòng một căn bệnh đua nhau mở trường mở lớp như một thứ đại dịch. Đọc được dăm ba chữ nghĩa cuốn sách để cốt đi lòe thiên hạ chứ không phải để làm người. Nghiêm khắc lắm đấy các bạn. Chúng ta phải chú trọng cái chỗ đó. Đặc biệt nữa, vấn đề tiết kiệm, chỗ này ta hiểu cũng không đúng. Có bốn chữ thôi, cần kiệm liêm chính, là bốn tiêu chí của đạo đức cách mạng để ứng xử trí công vô tư trong nguyên tắc cách mạng. Bác dặn là trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, đất có bốn phương đông tây nam bắc, người có bốn đức cần kiệm liêm chính. Thiếu một mùa không thành trời, thiếu một phương không thành đất, thiếu một đức không thành người. Bác yêu cầu cao đến thế đấy các ông chị. Phải đủ cả bốn đức mới là người, mới là người hoàn toàn. Thiếu một đức thì không thành người. Còn toàn đảng, toàn dân tộc mà đủ cả bốn đức thì vừa giàu có về vật chất, vừa văn minh về tinh thần, vì không lãng phí, không bị tham nhũng. Bác đòi hỏi cao đến như vậy. Bây giờ nhắc lại những lời này của bác, nhất là trong tình cảnh đảng ta đang suy thoái như thế này về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống như nghị quyết Trung ương 4 nói, thì phải đánh đáng sợ đấy các đồng chí. Bác nói là thiếu một đức thì không thành người ấy. Thế còn tất cả những người mà bị dính vào đại án vừa qua, rồi là suy thoái mà bị lên án phê phán, thì họ đâu có thiếu một đức. Họ thiếu tất thì không, thiếu tất cả bốn đức. Không cẩn thận, đây là một nỗi nguy ngập của vận mệnh đấy, của chế độ. Thì ta càng mới thấy bác hiện đại như thế này. Cho nên bác rất chú trọng cái chuyện là phải đào tạo cán bộ. Giáo dục đức là gốc, đức là gốc của nhân cách, mà đào tạo cán bộ là công việc gốc của đảng. Đặc biệt là với thanh niên, mà đảng ta lại coi năm nay là năm thanh niên nữa, thì các đồng chí càng chú trọng. Nó có một cái chuyện này, chiều chiều sau những giờ làm việc căng thẳng, bác thường chỉ có một chút niềm vui thư giãn hiếm hoi là ngồi ở bờ ao cho cá ăn. Bác mặc bộ quần áo nâu đi guốc mộc, tay cầm cái túi bỏng ngô, ngồi ở bờ ao cho cá ăn. Bác vỗ tay gọi cá về như người vậy. Bác cứ tung bỏng ngô cho cá ăn. Trong ao cá của bác có một con cá gáy chép đỏ, có nó có cái bớt đỏ rất đẹp và rất to, con cá bác thích nhất ấy. Mà không hiểu vì sao hôm đó nó không về các đồng chí. Nó đi đâu vậy? Toàn cá con thôi. Trời tối bác không đợi được bác về, bác buồn lắm. Bác hỏi đồng chí Vũ Kỳ là chú Kỳ, mấy ngày bác đi vắng, ở nhà có chú nào câu cá của bác không? Thì có ai câu cá của bác đâu. Bảo thưa bác không ạ, nhưng mà cũng lo, mình không câu đã đành, nhưng mà các chú chiến sĩ nó dạy nó câu thì làm thế nào. Đi hỏi hết cả cái trung đội cảnh vệ, có chú nào câu cá của bác không? Mà không có. Thế đến bảo bác là bác yên tâm, ao bác nó rộng, nó chưa về thôi, rồi thế nào nó cũng về, an ủi bác thế. Hôm sau quả nhiên, bác mới chỉ vỗ tay thế này thôi, con cá nó đã về. Bác mừng lắm. Nhưng mà có ngờ đâu từ chuyện con cá, bác nói ngay sang chuyện con người. Bác bảo bác đã dặn các chú rồi, bác đi vắng phải chăm sóc nó chu đáo như người vậy. Các chú cứ mải mê không chăm sóc nó, không cho nó ăn, nó mới lang bang như thế. Con cá đã vậy, con người cũng vậy thôi, nhất là với thanh niên. Đồng chí bí thư tỉnh đoàn nhớ cái chỗ này nhé, nhất là với thanh niên. Đúng không? Không chăm sóc đầy đủ, thanh niên cũng sẽ lang bang như vậy thôi. Đấy. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người là như vậy đấy các đồng chí. Chiều tối, ông Vũ Kỳ dìu bác đi dạo quanh vườn xoài. Tay bác đã bị liệt đấy các đồng chí, tay bác này. Bác đi thăm nông dân Thái Bình về, chỉ một cơn mưa đã liệt. Liệt cả nửa người, tập trong đau đớn để chúng ta không xót xa. Đấy. Chân bác đi đã rất khó khăn, mắt thì chảy máu.
bắt đầu viết di chúc là bắt đầu chảy máu ở đáy mắt. Và cũng đồng thời tim đau rất nặng, phải bỏ thuốc lá, bệnh phổi tái phát, mạch máu ở cổ bác vỡ hết, nó giãn ra không nói được. Thế cơ mà. Thì bác dặn là phải chăm sóc chu đáo. Bác bảo ông Vũ Kỳ là chú có biết cái cây muỗng, cây xoài này bao nhiêu tuổi không? Cái cây muỗng ấy già lắm rồi, hàng trăm năm tuổi, từ thời Viên Toàn Quyền Pháp rồi. Mốc, nó mốc hết cả rồi. Chú chịu khó tìm giống xoài Nam Bộ ươm vào đây cho bác để lớn lên thay cho những cây muỗng này già quá mất rồi. Chuyện cụ thể là cái thay cái cây, nghĩa bóng là chuyện con người, chuyện thay các thế hệ. Đại hội sắp tới của chúng ta sẽ diễn ra như một cuộc thay đổi có tính chất thế hệ. Chuyên lý, chuyên không phải ngẫu nhiên mà lần này, năm nay Đảng ta mở liên tục các lớp tạo nguồn như vậy thôi. Đại hội này là đại hội diễn ra như thay thế các thế hệ. Mà đấy là điều hợp quy luật thôi. Đấy. Cho nên bác rất chú trọng vấn đề con người là thế. Vì con người trên bác đặc biệt chú trọng vào trẻ em và thanh niên. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, học hành là ngoan. Thanh niên là giường cột của nước nhà. Thanh niên không bao giờ được hỏi mình tổ quốc đem lại cho mình những gì, mà phải luôn luôn tự hỏi mình làm gì cho tổ quốc. Câu bác dặn bây giờ đi vào bài hát truyền thống của đoàn là thế đấy. Thế thì lại có một cái chuyện này cũng đáng phải kể với nhau. Ai lại trước giờ lên đường đi Trung Quốc chữa bệnh thì bác lại nhận được một món quà rất đặc biệt. Quà này là ở đâu? Ở nông trường Mộc Châu, Sơn La gửi biếu bác. Một con nai rất đẹp các đồng chí. Người ta gọi là nai tơ, mà nai vị thành niên tuổi dậy thì mà rất đẹp. Nhà thơ Lưu Trọng Lư đấy chả nói là con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng thu cơ mà. Đẹp lắm. Bác bảo đem bé nai này vào công viên Bách Thảo chăm sóc chu đáo để bé nai lớn lên sẽ xinh đẹp. Các cháu thiếu nhi vào đây chơi vui vẻ, học hành sẽ tiến bộ hơn, sẽ ngoan hơn. Bác yêu trẻ em, yêu súc vật, yêu thiên nhiên như vậy. Cái ông cán bộ mà mang con nai về đi cùng với bác, ông ấy cho luôn một câu: thịt đi bác ạ, ăn mới gỏi sung ngon lắm. Bác không ngờ cán bộ nhà mình lại lỗ mãng đến như thế. Bác nhăn hết cả mặt mũi lại để không phát ra tiếng mắng, tiếng nói nặng lời. Bác đang yêu trẻ em, yêu chiếu súc vật như vậy, lại dặn bác thịt nó đi. Đấy. Bác buồn lắm đấy các đồng chí. Bác phải kiềm chế đấy các đồng chí nhé. Ta học bác cả cái kiềm chế để không nặng lời. Chứ bác buồn, bác giận lắm. Đấy. Những cái chuyện như thế này đấy là xảy ra không ít trong cuộc đời đó, những năm bác còn sống. Kể cả những chuyện mà vì thành tích mà cứ toàn nói sai, nói không đúng với bác. Ta gọi nôm na là nói dối bác. Bác biết hết mà. Các đồng chí đều biết là cái thời kỳ mà miền Nam chưa giải phóng, ở ngoài miền Bắc Hà Nội và miền Bắc ấy, có cái phong trào hợp tác xã. Mà lúc bấy giờ thì là thành tựu thì rất to lớn, nhưng mà khuyết điểm cũng rất nặng, nhất là vấn đề thành tích, bệnh thành tích. Cứ đưa bác đi thăm hợp tác xã, mà toàn bố trí những chỗ để bác xem cho nó đẹp thôi. Bác biết thừa, không bao giờ bác đi đúng những nơi mà ta chọn cho bác đâu. Bác đi bất ngờ, đi tự chọn, để bác xem sự thật nó ở đâu. Rồi cũng có khi bác đi thăm đúng nơi đã bố trí cho bác, rồi bác so sánh xem cái thật, cái giả nó chênh nhau như thế nào. Đấy. Thì ai lại có một lần đưa bác đến thăm gọi là lá cờ đầu của hợp tác xã trồng trọt và chăn nuôi. Bác nghe báo cáo say sưa các con số, xong rồi bác không nói gì. Bác đến tận luống đất, bác lấy tay bác nhổ lên hết. Bác bảo các chú mới cắm hoa đón bác đây à. Trồng trọt gì mà không có dễ, mà sao nó héo thế này. Lúc mới sáng cắm nó còn xương, nó còn tươi. Bác đến nó mới trời hửng nắng đã ke héo hết rồi. Bác vạch ngay ra sự thật, không chối cãi được. Lại đưa bác vào chuồng trại chăn nuôi bác xem. Bác hỏi ngay, các chú nuôi thật hay các chú lại mượn của nhà dân cho bác xem đấy? Thế là không cãi bác được. Bác bảo bắt ngay những con dữ bác vừa thấy nó nhảy ra khỏi chuồng đấy, không dân họ bắt đền cho. Thế bác kết luận ngay rồi mà, đúng không? Bây giờ bác mới hỏi này, bây giờ bác hỏi các chú một câu,
Nếu các chú nuôi thật thì sao nó lại cắn nhau thế? Nó lạ đàn các đồng chí. Nếu mà ta nuôi thì nó không lạ đàn, nó không cắn nhau. Mới bắt về nó lạ đàn, nó cắn nhau thôi. Bác quan sát như thế đấy. Lãnh tụ mà không sót một việc nhỏ, còn việc lớn thì vô cùng chính xác. Đấy là phong cách của bác. Di chúc cũng thế chứ. Di chúc sửa từng câu, từng chữ, từng lời là thế. Mà là một đại tổng kết lý luận. Bác mới kết luận là thôi, phải rút kinh nghiệm. Muốn bác đến thăm nữa thì phải làm ăn cho nó tử tế. Chứ giả dối như thế này, dân họ oán, họ ghét đấy. Mà đúng như thế. Bác đi rồi nó mới sinh chuyện. Lúc mượn cho bác xem thì vội vội vàng vàng, có đánh dấu đâu. Đến lúc bây giờ phải trả cho dân không biết đâu mà lần cả. Thôi thì cứ phát hết mỗi nhà một con cho nó xong đi. Không phải của người ta có nhận đâu các đồng chí. Xóm làng đang bình yên chỉ vì mấy cái ông cán bộ xã tính thành tích này mà làm hỏng hết cả. Đấy, bác phê bình chuyện này là rất thấm thía. Ở thanh niên, bác gọi đó là chuyện ba hoa. Ai lại thanh niên ít kinh nghiệm ba hoa thì đã đi một nhẽ. Một vị trí thức lớn, trình độ cao, cương vị lớn, đại sứ đặc mệnh toàn quyền cơ mà cũng ba hoa với bác. Cái lần bác sang thăm Đức, Cộng hòa Dân chủ Đức, thế là bác đến thăm sứ quán, báo cáo công việc xong, vị đại sứ mới mời bác ở lại dùng cơm trưa. Bác cũng vui vẻ nhận lời. Bác còn khen là các cô, các chú ở sứ quán làm cơm cho bác ăn ngon lắm, rất hợp khẩu vị bác. Biết bác là người xứ Nghệ, thích đồ gia vị, dành cho bác quả ớt cay, bác thích lắm. Chuyện đang vui vẻ, ông đại sứ bắt đầu sướng quá, nổi máu ba hoa. Thưa bác, ớt chúng cháu tăng gia đấy à. Khoe bác mà. Nói thế là rất hớ nhé. Không biết rằng bác ở châu Âu 30 năm, xứ lạnh không hề có ớt cay. Các đồng chí học nước ngoài, các đồng chí biết rồi. Đúng không? Nó là ớt ngọt để xào và ăn sống, ăn salad. Ớt cay là xứ nóng, xứ nhiệt đới mà mang từ chuyên cơ sang chứ tổng trọt cái gì, sân đầy tuyết như thế kia. Bác biết hết chứ. Bác cứ tủm tỉm cười. Bữa cơm vừa mới xong, bác cầm luôn tay vị đại sứ. Bây giờ bác muốn đi thăm vườn ớt của chú lắm. Thì lấy đâu ra được các đồng chí? Không ngờ nói một câu cho nó vui thôi, bây giờ bác đi kiểm tra thì có chết không? Không có. Mà xấu hổ với bác thì ít thôi. Xấu hổ với nhân viên, với cán bộ. Mình là thủ trưởng cơ quan. Khó xử lắm. Bác biết chứ, bác nói ngay. Bác bảo thôi, bác biết rồi. Bác hỏi vui vậy thôi. Lần sau chú rút kinh nghiệm. Việc đến đâu chú nói đến đó thôi. Chú đừng nói quá lên như vậy. Câu này thấm thía lắm đấy các vị. Câu này hệt như câu của Engel ấy. Engel nói là hãy gọi tên sự vật đúng như bản thân nó, đừng có thêm bớt. Vị đại sứ nhớ suốt đời đấy, đến lúc nghỉ hưu viết cả một cuốn hồi ký ca ngợi về bác. Bây giờ ta trở lại một cái chuyện, lại đời thường của bác này nữa. Bấy lâu nay các đồng chí có biết là ngày 19 tháng 5 ấy, ngày sinh của bác, quê ngoại của bác là Hoàng Trù gì? Hoàn toàn đúng. Đúng nhưng có tính chất tượng trưng của lịch sử. Thật ra 19 tháng 5 là ngày thành lập mặt trận Việt Minh. Mà thế giới đã tổng kết này, nhờ thành lập mặt trận Việt Minh sáng suốt như vậy mà mới thành công trong cách mạng tháng 8. Bác lấy ngày sinh của mặt trận làm ngày sinh cho mình thì đủ hiểu bác hóa thân vào dân tộc đến như thế nào. Cái ngày rất ước lệ thôi. Bây giờ nó đi vào lịch sử thiêng liêng, cho nên là ngày sinh của bác là ngày sinh mặt trận. Ngày sinh mặt trận là ngày sinh của bác. Và trong đời bác đấy, chỉ một lần duy nhất bác chủ động tổ chức sinh nhật. Đó là năm 46. 19 tháng 5 năm 46, bác chủ động tổ chức sinh nhật. Thật ra là tổ chức sinh nhật cho mặt trận, nhưng là cho mình. Danh nghĩa là về mình, để biểu dương sức mạnh toàn dân. Để kẻ thù nó biết sức mạnh Việt Nam vì nó đang xâm lược Việt Nam. Còn từ đó trở đi không bao giờ bác cho tổ chức sinh nhật nữa. Bác sợ tốn kém cho dân và nhất là bác đau tim như thế có thể chết đột ngột bất cứ lúc nào. Chứ bác không cho làm. Cái chuyện mà sinh nhật lần cuối cùng trong đời bác cảm động vô cùng. Bó hoa tặng bác duy nhất
có 5 bông hồng làm đúng lời bác, mà bác không cho tổ chức. Ông Lê Duẩn phải nói là thưa bác, ngoài bác ra đã đành, nhưng mà còn có trung ương, còn có chính phủ, có mặt trận, có đoàn ngoại giao, không tổ chức cũng không tiện. Bác mới nhớ ra là còn bạn bè quốc tế, bác mới đồng ý cho làm một cách miễn cưỡng. Bác dặn thế này này, thôi nếu đã vậy thì các chú làm thật nhanh lên cho bác, thật nhanh lên vì bác đau tim rất nặng. Bác luôn luôn chủ tính là đi bất cứ lúc nào, nhưng phải biết trước di chúc là thế, để đồng bào khỏi cảm thấy đột ngột là thế. Bác dặn là đừng bày vẽ tốn kém và đừng kéo dài, rất nhanh gọn cho bác thôi. Bác còn cẩn thận là cho bác mấy bông hoa là đủ, và bác nói rõ hơn là chỉ 5 bông hồng đỏ thôi, thì bó hoa trung ương tặng bác làm đúng lời bác dạy. Có ngờ đâu chỉ có 5 bông hồng đỏ, bé xíu thế này. Ông Vũ Kỳ mang bánh kẹo và pha nước để bác tiếp khách. Khách của bác bao giờ cũng là 4 nhà lãnh đạo cao nhất lúc bấy giờ: Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, ngày đêm bên cạnh bác. Bác bảo các chú uống nước, ăn bánh kẹo mừng thọ bác đi, và bác mong các chú thông cảm cho bác. Bác mang tiếng là chủ tịch đảng, chủ tịch nước thật đấy, nhưng bác nghèo lắm, bác không có gì hơn để thết đãi các chú đâu. Thì đấy là sinh nhật lần cuối cùng là như vậy. Và cái ngày ấy, xin các vị nhớ là ngày mặt trận, và cũng là ngày sinh của bác một cách ước lệ. Còn quê ngoại, sử sách vẫn ghi là làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, gọi tắt là làng Chùa. Nhưng đấy cũng chỉ là mảnh đất quê ngoại tính từ đời thứ 10 trở đi thôi. Còn điểm xuất phát đầu tiên, gốc gác quê ngoại của bác là Khoái Châu, Hưng Yên. Đồng chí nào quê ở Hưng Yên mà lại ở Khoái Châu thì chính là mảnh đất đầu tiên quê ngoại bác đấy. Bây giờ ở đó, cái xã Hùng Tiến của huyện Khoái Châu đấy, vẫn có một cái bàn thờ cho bà Hoàng Thị Loan, người mẹ đã có công sinh thành cho Tổ quốc, một người con vĩ đại như vậy. Ta mới hiểu tại sao bác về Hưng Yên rất nhiều, có thể nói là nhiều nhất, 9 lần tất cả. Nghệ An chỉ có 2 lần. Nhưng để bù lại đấy, bác gửi hàng nghìn thư cho tỉnh ủy Nghệ An. 3 tháng trước khi mất vẫn có thư cho tỉnh ủy Nghệ An. Bức thư đó rất là nổi tiếng, có 3 dòng thôi, mà là dặn chung cho cả đảng, cả nước, không riêng Nghệ An đâu. Bác dặn là điều thứ nhất, không được để dân đói. Điều thứ hai, không được để các cháu bỏ học, thất học. Điều thứ ba, không được để xảy ra mất đoàn kết từ chi bộ ở thôn làng đến lãnh đạo của tỉnh ủy. Thấm thía như vậy. Mà bây giờ là vấn đề chung của toàn đảng, của cả nước, không riêng gì Nghệ An đâu các đồng chí. Đấy. Thì vấn đề quê ngoại như thế, ngày sinh tháng đẻ như vậy. Còn chuyện với Lê Thị Huệ thì nó còn có một cái chi tiết này nữa các đồng chí. Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, cha thân sinh của người mất ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, xa xôi chưa một lần bác đến. Mảnh đất Tây Nguyên cũng là chưa bác đến. Nhưng bác có thư cho đồng bào Tây Nguyên. Bác có tiếp các cụ già ở Tây Nguyên trong cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra Hà Nội thăm bác. Tây Nguyên cũng là một nơi tình cảm bác dành cho rất sâu đậm đấy các đồng chí. Trong đó có đồng bào Kon Tum của chúng ta, Kon Tum, Đắk Lắk, tất cả cái mảnh đất Tây Nguyên này. Cái mái nhà của xứ sở là thế. Đặc biệt nữa, ta còn thấy bác một ý này nữa này, là người mà đưa bà Thanh chị bác lặn lội vào đến tận Đồng Tháp, Cao Lãnh để chịu tang cha là ai? Chính lại là Lê Thị Huệ. Bác thì ở nước ngoài, ông cả Khiêm thì bị quản thúc và cũng tuổi già sức yếu như thế. Chỉ có chị gái là bà Thanh duy nhất lặn lội từ quê mình vào đến tận Đồng Tháp, Cao Lãnh để chịu tang cha. Người đưa bà Thanh đi chính là Lê Thị Huệ. Và trên đường đi,
bà Thanh đã kịp hỏi Lê Thị Huệ, lẽ ra là em dâu của mình, về tất cả những kỷ niệm giữa Lê Thị Huệ với Nguyễn Tất Thành. Lê Thị Huệ đã kể hết cho bà Thanh nghe về những tình cảm quý trọng, ngưỡng mộ, tin yêu bác như thế nào, nhưng cũng là một mối tình trong tim, trong thầm lặng. Sau này ta mới biết bác có một lời nói là suốt đời bác mang trong tim hình ảnh của một người con gái. Người con gái đó chính là Lê Thị Huệ. Và ta càng biết được những điều đó thì ta càng thấy bác vĩ đại trên phương diện là một con người. Cái chất nhân văn của bác cực kỳ sâu sắc. Nói về Hồ Chí Minh, chúng ta cũng không quên là tình cảm của bác dành cho phụ nữ. Một là vì người mẹ, người chị của bác như vậy. Hai nữa, suốt đời bác đấu tranh cho độc lập, tự do, cho bình đẳng của phụ nữ. Cho nên các đồng chí nữ đấy có được một cái niềm an ủi tinh thần rất lớn bằng tình thương yêu của bác. Về mặt lý luận, bác nói là không giải phóng phụ nữ mới chỉ có một nửa chủ nghĩa xã hội. Không thực hiện bình đẳng nam nữ mới chỉ có một nửa chủ nghĩa xã hội. Bác chỉ thị là phải tạo mọi điều kiện cho chị em phụ nữ tham gia công việc của cách mạng, tiến bộ về chính trị. Bác dặn các cấp lãnh đạo từ trung ương tới xã phải chăm lo cho chị em phát triển và trưởng thành về chính trị. Và bác rất là không hài lòng cái chuyện coi thường phụ nữ. Bác càng phẫn nộ khi mà phụ nữ bị bạo lực bạo hành. Đấy, ta kỷ niệm ngày phụ nữ, ta càng thương nhớ bác vì bác dành cho phụ nữ tình cảm tốt đẹp như vậy. Ai lại có một lần, một đoàn cán bộ tỉnh Thanh Hóa ra Hà Nội thăm bác, làm việc với bác, do ông bí thư tỉnh ủy dẫn đầu. Thế mà một tỉnh Thanh Hóa rộng lớn như vậy, lãnh đạo đông như vậy mà không một phụ nữ nào cả, toàn nam giới. Bác đã rất không hài lòng. Nhưng bác lại rất cẩn thận, bác không phê bình ngay. Phê bình ngay nếu nó không đúng thì sao? Có thể có phụ nữ họ ở nhà thì sao? Cho nên bác rất là cẩn thận, bác hỏi thăm dò đã. Bác bảo hôm nay đoàn cán bộ Thanh Hóa ra làm việc với bác, đi có đủ không? Nếu đủ thì là không có nữ, còn nếu đi thiếu thì là có thể có nữ. Ông bí thư tỉnh ủy trả lời như đinh đóng cột. Thưa bác, có mấy khi mà được ra thăm bác, đã ra thăm bác anh em bảo nhau phải đi đủ 100%. Thế là đã khai hết với bác là chúng tôi không có cán bộ nữ, chưa quan tâm đến phụ nữ. Bác mới đi một lượt hết cả đoàn cán bộ. Bác dừng lại đúng một đồng chí sang, ăn mặc sang trọng nhất trong đoàn, diện hơn cả bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn. Bác hỏi tên chú là gì, nên nói cho bác nghe, chú được cấp ủy phân công việc gì. Thì chẳng may cho cái ông này lại phụ trách nông nghiệp các ông. Đầu tóc bóng mượt, bộ com lê đẹp nhất, giày da bóng lộn cả. Bác bảo hôm nay làm việc xong, đoàn Thanh Hóa về trước, chú ở lại, sáng mai đi tát nước với bác. Đi tát nước với bác tức là bác phê bình đấy. Ý là dân còn nghèo, cốt là ăn mặc sạch sẽ lịch sự thôi, chứ chú giom diêm dúa như thế này làm sao mà hiểu được dân, mà xuống được với dân. Bác phê bình như vậy. Đồng chí bí thư tỉnh ủy rất nhạy cảm, biết là bác không hài lòng, cho nên mới lái sang chuyện khác, bảo thưa bác, bây giờ xin phép bác chụp ảnh làm kỷ niệm. Tưởng bác đồng ý, ai ngờ bác từ chối thẳng thừng. Bác bảo hôm nay dứt khoát không chụp ảnh, các chú đi về đã. Bao giờ đào tạo được nữ tỉnh ủy viên, bố trí cho chị em vào các cương vị lãnh đạo quản lý ở tỉnh, ở huyện, các cấp, các ngành, báo ngay ra với bác, lúc đó bác sẽ mời ra chụp ảnh, còn hôm nay nhất định không. Thế là về hết. Bác tôn, yêu quý, tôn trọng, bảo vệ phụ nữ như vậy. Các đồng chí cũng biết ở ngoài Bắc có cái tỉnh Thái Bình, đất rộng, đúng không? Đất và người đều rất nổi tiếng, không rộng, không đông như Thanh Hóa, nhưng là một vùng nổi tiếng truyền thống, thành tích rất nhiều, nhưng hạn chế cũng không ít. Bác lại chú trọng đọc báo địa phương, tình cờ bác phát hiện ngay ra cái chuyện của Thái Bình, tức là cán bộ nam giới uống rượu say, có cái tật đánh vợ, không? Đăng trên báo. Bác bực lắm. Bác về thăm Thái Bình,
Bác hỏi ngay chuyện đó đầu tiên. Bác vào hội trường, mọi người hoan hô bác, chào đón bác xong, bác bảo bây giờ cho bác hỏi. Bác hỏi thứ nhất là các cô, thứ hai hỏi các chú. Cô nào bị chồng đánh đứng dậy mách bác nào? Không cô nào dám đứng dậy cả, cũng xấu hổ chứ các đồng chí. Thế các chú vậy, thế chú nào chót uống rượu say đánh vợ, dũng cảm đứng lên nhận lỗi với bác và xin lỗi các cô nào? Cũng không có chú nào đứng dậy cả. Nhưng mà cứ dầm gì ở dưới, có đánh đâu bác cũng là dọa qua qua thôi. Bác nghe được hết. Bác bảo đánh người ta thâm tím mặt mày, báo kể thế này mà lại dọa hay sao? Bác mới giải thích là đánh vợ là dã man lắm, coi thường phụ nữ là kém văn hóa lắm. Đấy, ta nhớ cái lời bác dạy, nhất là mỗi năm kỷ niệm ngày phụ nữ các đồng chí. Bác còn nói thế này, bác là lãnh tụ, bác là học nhà học văn hóa uyên bác như vậy mà bác dùng từ dân gian đời sống như chúng ta vậy. Bác bảo tại sao các chú lúc yêu nhau thì anh em ngọt thế, mà đến lúc điên tiết thì lại thụi người ta. Bác phê bình với các đồng chí, bác bảo vệ phụ nữ như vậy. Bác vào thăm một đơn vị quân đội, doanh trại, chỗ ăn chỗ ở sạch sẽ ngăn nắp, bác rất hài lòng. Nhưng mà chiến sĩ nhà mình nó có một cái thói quen thời đó, cứ xem họa báo làm gì, chọn ảnh phụ nữ đẹp cắt dán đầy trên tường, ảnh màu, nhất là xa nhà. Bác bảo chú nào nằm cái giường này? Thế là một chiến sĩ chạy đến thưa bác giường của cháu. Bác bảo chú có vợ chưa? Bảo thưa bác cháu có gia đình rồi. Bác tốt lắm. Bác cầm tay, bác kéo sát đến tận chân tường. Bác bảo chỉ cho bác xem vợ chú ở đâu. Thì làm gì có các đồng chí. Bảo thưa bác vợ cháu ở quê cơ, cháu dán cho nó vui mà bác. Trả lời rất là hồn nhiên. Bác bảo chú vui nhưng cô ấy có vui không? Thế mà nếu cô ấy lên thăm chú mà nhìn thấy thế này, cô ấy buồn hay vui? Vợ con chú chẳng nhớ chẳng thương, chú nhớ đâu đâu vậy? Bác không có vợ con, không có gia đình mà bác tâm lý thế đấy các đồng chí. Tức là không việc gì bỏ sót cả, nhất là chuyện con người. Tại sao trong di chúc 1.000 từ mà có 2 câu này đáng nhớ nhất đây các đồng chí này? Một là trước hết nói về Đảng. Bác dặn bao nhiêu điều mà trước hết nói về Đảng. Câu thứ hai này, công việc đầu tiên là công việc với con người. Chăm sóc từ những gia đình có công với nước, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ. Đúng không? Không được để ai thiệt thòi, không được để gia đình thân nhân liệt sĩ đói kém. Bác dặn miễn thuế cho bà con nông dân, vì thời nào cũng vậy thôi, nông dân là thiệt thòi và khổ nhất, là như vậy. Bác dặn đưa các cháu đi đào tạo để thành những người vừa hồng vừa chuyên xây dựng đất nước. Bác dặn phụ nữ phải chủ động vươn lên giành lấy quyền bình đẳng. Đây là một cuộc cách mạng bình quyền. Bác nói như vậy. Bác dặn là tất cả mọi người Việt Nam đều là con em một nhà. Cho nên bác dặn là nạn nhân trong chế độ cũ, tha thứ cho họ. Những người sống trong chế độ cũ đấy, tha thứ cho họ. Đưa họ về với cộng đồng dân tộc, hóa giải mâu thuẫn đi, vì một nước Việt Nam hòa bình thống nhất. Đấy. Nghĩa là nói như Phạm Văn Đồng, ai là người Việt Nam đều có phần trong trái tim mênh mông của bác. Và di chúc của bác là di chúc vì con người, về con người. Đấy chính là một trong giá trị nổi bật của di chúc, mà đời bác đã được tổng kết trong đó. Đời bác là một sự minh chứng. Còn biết bao nhiêu câu chuyện phải kể mà không thể không nói đến, dù chúng ta biết rằng ta còn có cả một cuộc đời để tìm hiểu về bác. Tôi kể các đồng chí nghe cái chuyện này. Ai lại trong kháng chiến các đồng chí, bác gầy lắm. Cái chuyện mà món thịt Việt Minh mà bác sáng chế ra đấy, có một chút thịt thì còn toàn muối cả, cho vào cái ống nứa ăn cả cơ quan hàng tháng mới hết, gầy lắm. Thế là cán bộ chiến sĩ thương bác quá, mới bàn nhau là đi bắt chim, săn bắn, câu cá để nấu bát canh cải thiện cho bác, mà cũng là cả cơ quan ăn với bác, không phải một mình bác nữa. Trên đường về, vào nhà dân thấy măng ngon, tiện tay bẻ luôn một bó mang về, chả xin chả hỏi. Các đồng chí nhớ làm dân vận là cái chỗ này là chỗ mắc lỗi lớn đấy nhé.
Thế là mang mó măng về. Bác thấy, bác bảo chú đi đâu mà lấy được lắm măng thế? Mà phải nói dối là bác bẻ trong rừng nhiều lắm. Bác tinh lắm nhưng không giấu được bác đâu. Bác bảo đưa bác xem. Bác xem xong bác lấy mấy đồng bạc bác cho. Bác bảo đây là măng trồng chú ạ. À, chú quay trở lại chỗ chú bẻ măng đi, trả cho dân, xin lỗi dân và đừng bao giờ như thế nữa. Thế mà, thế là phải nghe lời bác ý. Phải quay trở về tìm nhà dân cái chỗ hái măng để trả, kể hết cho dân nghe đồng tiền của bác cho, bác dặn như vậy, xin lỗi dân. Dân đây là đồng bào miền núi, đồng bào dân tộc, họ tốt lắm các đồng chí, họ thuần phác lắm, họ nghe kể chuyện mà họ khóc, bởi vì cách mạng mà có một lãnh tụ như bác dạy bảo cán bộ như vậy thì là một hồng phúc cho dân. Cho nên họ không lấy tiền của bác, chỉ nhận lời xin lỗi thôi, giữ cán bộ lại, bẻ thêm một bó măng nữa đem về biếu bác. Ta mới hiểu vì sao bác nói là dân vận đúng và khéo, việc gì cũng xong. Dân vận kém và dở, việc gì cũng hỏng. Tác phẩm Dân vận ta vừa mới kỷ niệm 65 năm nay cùng với 45 năm di chúc này là cương lĩnh về phong trào cách mạng này các đồng chí, về công tác xã hội này. Đồng chí nào làm dân vận này, làm mặt trận, làm đoàn thể này, vào lúc này là có biết bao nhiêu cơ hội để mà phát triển. Nhất là học tập từ bác, mà lại có cả hạnh phúc là được thể hiện tấm lòng tư tưởng của bác nữa. Nhưng cũng không bao giờ quên cái điều bác phê bình. Bác phê bình cũng gay gắt lắm đấy các đồng chí, mà thấm thía vào gan ruột. Bác bảo dân vận quan trọng đến như thế nên phải chọn người giỏi, người tốt phụ trách dân vận. Nhưng thói thường ta mắc một khuyết điểm rất to, hễ cứ ai kém chuyên môn làm hỏng việc thì đùn đẩy nhau sang phụ trách đoàn thể. Thế thì còn gì là coi trọng dân nữa các đồng chí. Bác phê bình điều này hơn 60 năm rồi mà vẫn còn mới mẻ như ngày hôm nay vậy. Bác dặn chúng ta là không được chỉ tay năm ngón ngồi lì trong buồng giấy, tức là văn phòng, phải đến với dân, phải óc nghĩ, mắt trông, miệng nói, chân đi, tay làm, tai nghe, có mấy giác quan bác vận dụng hết làm cơ chế dân vận. Đấy chính là phong cách Hồ Chí Minh. Hay là cái chuyện bác thực hành dân chủ nhé. Ai cũng biết là bác dậy sớm tập thể dục. Chúng ta đi làm hồi đó sớm lắm, để những cái cơ quan văn phòng phục vụ trung ương ấy, đi làm sớm lắm, mà toàn xe đạp cả thôi. Thấy bác thế là nhảy xuống xe để chào bác. Mấy đồng chí nữ xúc động lúng túng đổ cả xe, bác lại chạy đến nhấc xe cho. Bác bảo thôi, ngày nào các cháu chả gặp bác ở đây, không phải xuống xe, cứ gật đầu mỉm cười gọi bác là được rồi. Bác có phải là vua đâu mà các cô, các chú cứ hạ mã mãi thế. Nhảy xuống xe cũng là hạ mã, dân chủ đến như vậy. Bác, thời bác sống, bác khổ lắm. Mà ta mới thấy càng thương bác này. Dường như bác chưa được hưởng một cái gì sung sướng cả. Bác làm gì có hội trường sang trọng như thế này để nói chuyện đâu. Bác nói ngoài trời, về thăm quê, nói chuyện với đảng, với dân ngoài trời trên một cái mô đất. Đồng chí bí thư tỉnh ủy Nghệ An lúc đó thương bác quá, sợ bác nắng, chạy lên lấy ô che cho bác. Bác nói ngay, chú có đủ một vạn cái ô ở đây không? Tức là cho có dân. Một mình cái ô cho bác, không cần đâu, cất đi. Đấy. Cho nên bác cũng là một mẫu mực của việc chống đặc quyền đặc lợi. Và bây giờ có lẽ là điều mà Trung ương chúng ta phải học bác để sửa cái chỗ này. Một trong những điều gây ra tham nhũng chính là từ đây. Một trong những điều mà gây ra cái thoái hóa về động cơ cũng chính từ đây. Đấy. Mất lòng dân cũng từ đây. Mà bác không bao giờ chịu một cái gì đặc quyền đặc lợi cả. Duy nhất chỉ dành cho bác có một bát nước cơm. Thời kháng chiến ấy, nấu cơm thì chắt nước ra, một bát nước cơm dành riêng cho bác có thế thôi. Còn chia sẻ ngọt bùi với cán bộ, chiến sĩ, với nhân dân. Đấy là một mẫu mực. Bác làm việc cả đêm, thương bác quá, sợ bắt bác kém. Cái ngọn đèn dầu bé tí xíu thế này trong cái ngôi lều của bác, thế là mang đến một cái đèn bão để thay cho bác, để bác sáng hơn. Bác bảo thế nào?
Bác bảo cất đi, tốn dầu lắm. Ánh sáng lọt ra ngoài, máy bay nó lại đến. Bác dùng thế này cũng được rồi. Mà bác lại không ngủ, cứ đánh máy lách cách cả đêm thế này. Thế là thương bác quá, cấp dưỡng mới xuống nhà bếp xem có gì để bồi dưỡng thêm cho bác không. Mà nghèo lắm có cái gì đâu. Tìm mãi được một nắm đỗ đen, lấy một ít đường đỏ, nấu được một bát chè mang lên để bồi dưỡng cho bác. Lúc mang bát chè lên lại đúng lúc ông cán bộ giao liên đưa công văn hỏa tốc của chính phủ vừa mới về, đang báo cáo bác. Mà cái đồng chí cấp dưỡng thì nghe giọng bác nói rõ một một là chú ở lại ăn chè với bác đã, lấy bát lấy thìa xẻ đôi ra bác cháu cùng ăn rồi hãy về nghỉ. Ông này sợ lắm, chỉ sợ bạn mình vô ý ăn mất chè của bác. Mà bác ở đấy không dặn được, đành để bát chè xuống, đi xuống cầu thang. Ông ấy dậm chân thật mạnh các đồng chí, ra hiệu là có mỗi bát chè dành cho bác thôi, đừng ăn của bác. Ai chả biết điều này các đồng chí. Nhưng khổ một nỗi là không ăn thì bác không ăn. Bác bảo chú ăn đi, bác mới ăn. Thế là đành phải ăn chè để bác ăn. Ăn xong mang bát xuống rửa, còn bị mắng. Bảo đã bảo không ăn chè của bác rồi mà mày còn cứ ăn của bác. Phải thanh minh hết cả hơi để bác bạn hiểu đấy không? Trên thế giới không ở đâu có chuyện như thế đâu. Kham khổ, hy sinh, nhưng mà cao quý. Và càng bây giờ đầy đủ sung sướng, càng phải nghĩ lại những chuyện như thế của ngày xưa. Không phải hoài niệm đâu, mà là để tâm niệm cái bài học đạo đức cao quý này của bác. Đảng ta gần đây, sau nghị quyết 4, có ngay nghị quyết về dân vận. Các đồng chí biết cả, hệ trọng vô cùng đấy các đồng chí. Vì không cẩn thận đấy, vận đảng vận nước như cốc nước tràn ly đấy. Nên phải có nghị quyết rất quan trọng dân vận. Tôi kể các đồng chí nghe câu chuyện dân vận là thế này. Giờ giải lao đại hội ở Việt Bắc, bác đi thăm tất cả các cái lán trại, tức là các đoàn đại biểu đấy. Thời đó kham khổ lắm, chỉ có mỗi cái túp lều lán trại đại hội thôi, ở trong rừng, chứ làm gì được như bây giờ. Bác vào ngay cái chỗ mà của đoàn công an này này, cái đơn vị bảo vệ đại hội quan trọng nhất ấy. Thế mà nghiêm mật đến mức này này, bác cũng không cho vào. Bác bảo bác đây mà. Thế là chiến sĩ trả lời hồn nhiên là bác cũng phải có giấy, không cho bác vào. Thế là chiến sĩ nghe nói thế, thì là thủ trưởng chạy ra quát tháo, bảo bác hồ đấy chứ ai đâu, phải cho bác vào sao lại hỏi giấy bác. Bác ngăn ngay nhé. Bác bảo không, chiến sĩ của chú như vậy là rất tốt, phải như thế mới bảo vệ được đại hội chứ. Dù bất kể là ai, bác cũng vậy. Lỗi không phải của chiến sĩ, lỗi là của chú. Chú không bảo trước anh em có bác đến thăm, bác ở đây, làm sao họ biết được. Đấy, thế cơ mà. Cho nên chiến sĩ của chú rất tốt, bác thưởng một điếu thuốc lá. Chú là chỉ huy, chưa đến nơi đến chốn, bác phạt chú. Ta xem, bác xử sự như vậy. Bác lại đến thăm một cái lán trại khác là của đơn vị phục vụ đại hội, kiểu như văn phòng chúng ta này, này. Phục vụ đại hội, hậu cần. Mấy đồng chí lần đầu tiên được gặp bác xúc động lắm. Cứ đứng ngay ra ngắm bác. Bác bảo đi lấy cho bác cốc nước, bác khát nước. Một là nghe không rõ, hay là hiểu thế nào, không đi lấy nước. Rồi lại cho tay vào túi quần lấy ra cái bật lửa, bật lửa cho bác. Bác cũng tủm tỉm cười, bác lấy điếu thuốc bác hút. Rồi bác mới nói, đây là bác nói đùa thôi nhé. Nói đùa trong cái không khí lúc bây giờ thôi. Chứ bây giờ thì không phải là đùa nữa đâu. Bác bảo là dân xin nước, bác coi bác là dân thôi. Chiến sĩ nhân viên bác coi là cán bộ. Dân xin nước mà cán bộ lại cho lửa mới vui chứ. Nước lửa nó đối nhau thế này. Đấy. Trong hoàn cảnh đó vì cán bộ là xúc động quá, nghe không rõ, quên mất rồi lúng túng thì đã đành. Còn bây giờ đấy, nếu xa dân và không vì dân, để mất lòng dân đấy, thì nó sẽ xuất hiện đối lập như nước với lửa vậy. Câu này cũng có ý nghĩa lắm. Hay là cái chuyện mà bác gặp gỡ cán bộ chiến sĩ không một chút nào cao đạo, có thể nói là một cái mẫu mực hiện thân của cái sự gần gũi giản dị, chân thành. Bác đến thăm ngành tư pháp từ kháng chiến ấy.
Bác mới vào hội trường chưa nói huấn thị cái gì cả. Bác chỉ nhìn thoáng qua bác đã phê bình. Bác phê bình là ngành tư pháp sao mà lạc hậu đến thế. Mọi người không hiểu vì sao bác lại phê bình như vậy. Hóa ra là không có một nữ nào, toàn nam giới, toàn chánh án thẩm phán, hội thẩm toàn nam giới hết. Thế là sau này rút kinh nghiệm để bác vui không phê bình nữa, để bắt đầu đi tuyển cán bộ nữ cho ngành tư pháp từ kháng chiến. Nhưng mà cũng là tuyển lấy lệ thôi, toàn là nhân viên cấp dưỡng hành chính văn thư, chứ có phải là tuyển để rồi thành thẩm phán chánh án như bây giờ đâu. Bác lại chưa nói chuyện gì cả, bác lại cho nghỉ các ông chị. Bác bảo thôi, các chú nghỉ đi ăn cơm đã. Tối mang một cái đèn bão lên, bác đủ sáng bác nói chuyện. Mỗi chú hỏi một câu, không được hỏi nhiều, không có thời giờ, bác sẽ trả lời bằng hết. Thế mọi người muốn nghe bác nói quá, nhất là các đồng chí miền Nam. Bảo bác cứ nói chuyện đi bác, chúng cháu chưa đói mà. Bác bảo chú này lại để cái miệng nói dối cái bụng. Bác dùng ngôn ngữ rất đậm chất xứ Nghệ. Đấy. Bác lại bảo là đi ăn cơm để bác còn kiểm tra xem cấp dưỡng phục vụ các chú như thế nào. Thế là bác vào nhà bếp, mấy chị em phục vụ đứng ngây ra ngắm bác, không có chào gì, xúc động quá mà. Đến lúc là biết là phải chào bác, lại chào theo kiểu quân đội, cháu chào thủ trưởng ạ. Bác bảo sao lại gọi bác là thủ trưởng, bảo thưa bác run quá, xúc động quá. Bác bảo bác chứ là ai đâu mà phải run, bác động viên cho. Bác hỏi tiếp là thích cháu làm gì? Ở trong nhà bếp tôi làm cấp dưỡng, nhưng mà trong quân đội đấy thì lại quen gọi cấp dưỡng là anh nuôi. Cho nên cứ quen miệng mà, thưa bác cháu là anh nuôi. Bác lại cười, bác bảo cháu là con gái, là phụ nữ mà lại là anh nuôi sao được. Cháu là em nuôi hay là chị nuôi chứ. Bác chữa như thế đấy các bạn. Thế đến lúc vào hội trường để bác hỏi, cả hội trường như thế mà chỉ có mỗi một câu hỏi về chuyên môn, còn toàn hỏi chuyện riêng tư của bác cả. Sinh hoạt hàng ngày của bác. Câu hỏi chuyên môn thì rất là lý thuyết, đúng không? Thưa bác, ngành tư pháp phải làm gì để gần dân? Bác trả lời như đùa mà hóa ra thật, mà càng nghĩ càng sâu sắc. Bác bảo ngành tư pháp muốn gần dân thì đừng có xa dân. Có thế thôi. Không xa dân thì sẽ gần được dân, mà xa dân thì không gần được dân. Có thế thôi. Chân lý nó chỉ có thế thôi mà các ông chí. Ta nhiều khi cứ làm phức tạp hóa nó lên chứ có cái gì đâu. Bác nói chữ mà thành nghĩa là thế thôi. Các câu sau toàn hỏi chuyện sinh hoạt. Thưa bác, dạo này bác có khỏe không? Bác trả lời thế nào? Bác bảo muốn biết bác khỏe không cứ nhìn bác sẽ biết. Thế là câu trả lời đấy. Câu tiếp theo là thưa bác, mỗi bữa bác ăn được mấy bát? Bác trả lời thế nào? Bác bảo là có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Có thế thôi. Thế một câu hỏi khác là hỏi như con hỏi cha vậy. Thưa bác, hàng ngày bác ăn cơm ở đâu? Ở nhà bác, ở cơ quan, ở hội nghị hay ở nhà dân? Bác trả lời mà không ngờ các đồng chí. Bác tươi cười, bác bảo bác ăn ở mồm chứ còn ăn ở đâu nữa. Đấy, đồng chí. Đấy. Thì không có lãnh tụ nào mà lại lời ăn tiếng nói giản dị như người dân, gần gũi thân tình với dân, với chiến sĩ đến như vậy. Đấy là một trong những cái thế mạnh mà bác làm mẫu cho cán bộ dân vận chúng ta đấy các đồng chí. Ta phải nói ý này vì bây giờ công tác mặt trận, công tác dân vận, đoàn thể cực kỳ hệ trọng. Hệ trọng đến mức mất còn ấy của chế độ tham gia vào đây. Bởi vì trên thực tế, nếu những khu vực này không mạnh thì đừng nói gì đến dân chủ. Nếu những chỗ này mà cán bộ không giỏi thì đừng nói gì đến lòng tin của dân. Giỏi gắn với tốt là như vậy. Thì hãy học bác. Cái chuyện mà bác chữa lỗi cho ta về tư duy chưa đủ đâu. Bác còn dạy chúng ta cả về đạo đức. Chuyện mà chúng ta cứ quan tâm đến chuyện bác lập gia đình. Ta hỏi bác câu rất là thấm thía. Các cháu gái là dũng sĩ diệt Mỹ đấy, được ra thăm Hà Nội đến thăm bác, hỏi bác toàn chuyện này cả thôi. Bảo thưa bác, chúng cháu cứ thắc mắc hoài, sao mãi bác không có bác gái. Bác gái là vợ, là phu nhân đấy. Bác nói thế nào? Bác chữa là đến giờ này bác vẫn chưa có bác gái.
chứ không phải là bác không có bác gái đâu. Đấy. Còn việc bác không có bác gái như cháu nói đấy, cũng không phải lỗi tại bác, mà lỗi của hội phụ nữ các cháu đấy. Phụ nữ nhà mình thật thà quá, bác nói đùa, lại tưởng bác nói thật, họp lên họp xuống đi tìm vợ cho bác cơ. Tìm thế nào được, bởi vì chưa kịp hỏi tiêu chuẩn bác, đã xúc động, đã khóc rồi. Cuối cùng hội phải có sáng kiến, tìm một bà trong hội nào mà tính cách mạnh mẽ như nam giới, để không bị run, đến gặp bác hỏi câu chuyện cho nó rành mạch. Thế là tìm được cái bà tính cách đàn ông đến hỏi, bảo thưa bác, giả sử như bác có người yêu, thì tiêu chuẩn của bác như thế nào? Vì chúng con còn lo liệu mà. Bác trả lời thế nào? Bác bảo là các cô lại giục bác lấy vợ. Không lấy vợ thì thôi, đã lấy vợ mà hỏi tiêu chuẩn thì bác nói ngay, bác không giấu. Bác chỉ có một tiêu chuẩn thôi. Tiêu chuẩn đó là chọn cho bác một người thật đẹp. Chỗ này bác rất con người, lấy vợ phải lấy người đẹp chứ các đồng chí. Đúng không? Ngay cả Chí Phèo Thị Nở, theo như nguyên lý là nồi nào úp vùng ấy đấy, cũng vẫn đẹp chứ không phải xấu đâu, đẹp trong tâm hồn. Cái bát cháo hành của Thị Nở cứu cả cuộc đời Chí Phèo đấy. Đấy. Nhưng còn đấy, đây là nói con người này, nói chất nhân văn này. Bác bảo tìm cho bác một người thật đẹp cơ. Bác lại nhấn mạnh này, phải đẹp như tiên ấy, đẹp hơn tiên thì càng tốt. Thì lấy đâu được cơ chứ? Lấy đâu được giữa rừng xanh núi đỏ kháng chiến thế này? Ý bác là bác không đồng ý. Bác đã toàn tâm toàn ý với dân rồi thì đừng lo cho bác. Chỉ cần các cháu sống tốt, làm việc tốt, bác vui là được rồi. Thương bác là tốt rồi. Đấy, ý bác như vậy. Cái chuyện mà bác tôn trọng phụ nữ, tôn trọng người đẹp này, thế giới họ cũng rất ca ngợi đấy các đồng chí. Ở cái chi tiết mà 78 tuổi, một năm trước khi mất, bác còn tiếp khách phụ nữ quốc tế này này. Mà lúc tiễn khách đi trên thảm đỏ ra phòng khách ấy, bác đặt vào lòng bàn tay họ mỗi một người một đóa hồng đấy các đồng chí. Phóng viên nhiếp ảnh tha hồ chụp ảnh đưa tin, họ đăng báo ở nước ngoài. Họ đưa một cái đầu đề rất hấp dẫn là Hồ Chí Minh nửa thế kỷ hoạt động cách mạng vẫn ga lăng như thường. Đấy là bác Hồ của chúng ta, một con người lịch lãm, đúng không? Trải nghiệm cuộc sống và biết nâng niu các giá trị con người. Cái chuyện mà cả hội nghị biểu quyết 100% bác lấy vợ, bác lại dự. Bác đứng lên bác nói một câu mà không ai ngờ nhé. Bác bảo bác cảm ơn các chú đã biết thương bác. Nhưng bác phải nói ngay, nghị quyết của các chú phá sản ngay lập tức. Tạm chưa biết thế nào. Hóa ra bác quan sát, bác phát hiện được mâu thuẫn. Bác bảo các chú chủ quan lắm. Trong hội trường này chỉ có các chú và bác thôi, tức là đàn ông với đàn ông, thì bác lấy ai bây giờ? Không có một bóng phụ nữ nào cả. Bác nói đùa một câu thứ hai mà rất vui này. Bác bảo nếu là nghị quyết của các cô thì bác xin chấp hành ngay, còn nghị quyết của các chú thì không ăn thua gì đâu. Đấy. Phụ nữ lại một phen tưởng rằng bác nói thật, lại họp hành để tìm vợ cho bác. Nhưng có được đâu, không thể tìm được. Cả đời bác hy sinh hết, mà vì chúng ta bác hy sinh. Tôi đã kể với các đồng chí về chuyện bác giải thích vì miền Nam ấy. Bây giờ câu chuyện này còn gắn với vấn đề huân chương của bác. Chúng ta có thể có rất nhiều huân chương trên ngực, bác không có một tấm huân chương nào. Huân chương nào bác cũng từ chối. Lý do bác từ chối chỉ vì bác tự đánh giá bác chưa xứng đáng. Bác vĩ đại như vậy, bác bảo bác chưa xứng đáng. Bác giải thích là bác mới chỉ đi đến nơi mà chưa về đến chốn. Đi đến nơi là thấy lý tưởng, lập được đảng, được nước, cách mạng thắng lợi. Chưa về đến chốn là chưa đến được miền Nam, chưa giành được phóng được miền Nam, chưa thấy đồng bào miền Nam gặp mặt dù một lần. Nhất là trong đó có mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ của chúng ta, có lẽ cũng chưa một lần bác đặt tên. Dù bác gửi thư cho Tây Nguyên thì viết từ trong tim mà viết ra, đúng không? Giang Sơn là Giang Sơn chung, chính phủ là chính phủ chung. Chúng ta no đói có nhau, hạnh phúc có nhau, sung sướng gian khổ có nhau, hoạn nạn cùng nhau chia sẻ. Các đồng chí biết cái bức thư
bác gửi cho đại hội dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên là thế đấy. Hay là trong này một lão đồng chí, một cụ già mà đã từng tham gia vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng Việt Nam ấy, ở Tây Nguyên mà ra thăm bác. Bác tiếp ân cần chu đáo. Bác tiếp bằng tất cả thức ăn hoa quả từ trong vườn bác. Và bác hỏi ân cần sức khỏe của cụ Tây Nguyên thế nào, có khó khăn như thế nào, kể cho bác nghe. Và có điều gì cần phải đề nghị không? Thế cụ già này nói là, thưa bác, chỉ xin bác và Trung ương cho cán bộ thôi, thiếu cán bộ lắm. Đấy. Bác trả lời thế nào không? Bác bảo, thưa cụ, bà con mình trong đó và ngay cả nhà cụ nữa, con nuôi nhiều gà không? Đấy. Bảo, thưa bác, có. Bảo, con nuôi nhiều gà mái không? Bảo, thưa bác, có. Gà mái tức là đẻ trứng. Đẻ trứng sẽ nở ra gà con. Ý bác là phải dùng cán bộ tại chỗ. Bác sâu sắc thế đấy các đồng chí. Chính phủ Trung ương và bác lo lắng ngày đêm cho miền Nam, chi viện cho miền Nam theo phương châm là thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, nhưng cán bộ phải chú trọng cán bộ tại chỗ. Từ trong kháng chiến đã vậy, bây giờ càng như vậy. Thì những điều bác dặn dò, tình cảm của bác với Tây Nguyên vô cùng thấm thía. Có kể bao nhiêu về bác cũng vẫn là không đủ. Bây giờ chúng ta tóm tắt lại bằng một đôi lời. Một, bản di chúc này có thể coi là một sự tổng hợp của các yếu tố sau đây. Nó vừa là một văn kiện chính trị pháp lý, nó là một đại tổng kết lý luận, dù chỉ trong hình thức 1.000 chữ, 1.000 từ thôi, một đại tổng kết lý luận. Thứ hai, di chúc là cả một chủ tính chiến lược cho tương lai, một dự báo thiên tài về triển vọng cách mạng Việt Nam, giải phóng miền Nam và chủ tính xây dựng tương lai bằng đổi mới. Thắng giặc Mỹ ta xây dựng hơn 10 ngày nay. Thứ ba, di chúc là một áng thiên cổ hùng văn, một tác phẩm văn chương đấy. Các đồng chí đọc di chúc nhé, đọc cả lời điếu của Ban chấp hành Trung ương với bác, đọc cả thông cáo của Trung ương thì sẽ biết hết. Một áng thiên cổ hùng văn, một tác phẩm văn chương có thể nói là đậm đặc tâm hồn trí tuệ của bác, đạo đức văn hóa của bác. Bản di chúc này 45 năm qua đã được thực hiện và sẽ mãi mãi được thực hiện. Đọc kỹ vào di chúc, các đồng chí sẽ thấy mấy điều như thế này. Ta có ngờ đâu trên đời này không có ai như bác cả, đứng ở đỉnh cao quyền lực mà lại viết di chúc, tức là dạ nghĩ về cái chết. Bác là chủ tịch đảng, chủ tịch nước ấy, mà lại để ra suốt 5 năm liền nghĩ về sự ra đi, nghĩ về cái chết. Di chúc tức là những lời cuối cùng của một con người biết rằng mình sắp chết. Bác cũng vậy thôi. Bác lại chọn ngày sinh nhật để viết di chúc thì đúng là lấy sự sống đối lập với cái chết. Di chúc lại chọn cái giờ linh thiêng để viết. 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng là giờ viết di chúc, hàng năm là giờ chữa di chúc. Còn lúc sinh thời bình thường đấy, giờ ấy là giờ bác đọc báo, chỉ đọc báo thôi, không làm việc khác. Đọc báo lại chỉ đọc người tốt việc tốt. 10 năm cuối đời bác thưởng 6.000 huy hiệu người tốt việc tốt, để lại cho đời một câu nói bất hủ: mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp. Ai cũng biết cả. Thế là lấy giờ tâm linh trong sáng nhất, minh mẫn nhất để viết di chúc, để dặn cho đời, để chọn người tốt việc tốt, thì đấy là cả một hiện tượng văn hóa Hồ Chí Minh. Một điểm nữa, trong bản di chúc này các bạn đọc thật kỹ 3 lần viết khác nhau. Bản 65, bản 68, bản 69, 3 lần viết rất khác nhau về cái chết của bác đấy, về cái sự sống riêng của bác này. Năm 75 tuổi, năm 65, bác viết là: ai mà đoán biết được, tôi còn sống để phục vụ Tổ quốc và nhân dân được mấy tháng, mấy năm nữa. Rất hữu hạn, bác biết là bác đi vào trong năm này. Tâm linh.
Năm 68 lúc tổng tiến công ấy, bác viết ngược lại: ai mà đoán biết được tôi còn sống để phục vụ Tổ quốc và nhân dân được mấy năm, mấy tháng nữa. Cũng rất hữu hạn. Ở đời có thể chữa được bệnh, ai mà qua được cái mệnh. Mệnh tức là giới hạn sự sống, chứ không có gì là thần bí cả. Năm 69, sức khỏe của bác giảm sút đột ngột, nhất là tái phát bệnh phổi. Áp huyết không ổn định, rối loạn, tim mạch ngày một yếu đi. Bác yếu từng ngày, từng tuần, từng tháng, đến mức không đi nổi về vùng đá trong K9 để chữa di chúc hàng năm như thế nữa, chữa trong nhà sàn. Hôm chữa di chúc lại đúng là ngày họp trung ương mà bác phải chủ trì hội nghị. Bác là chủ tịch đảng đó. Bác nhìn đồng hồ thấy 9 giờ sáng. Mà thời bây giờ chiến tranh nhé, họp trung ương có khi từ 5 giờ sáng. Quốc hội cũng vậy. Có khi bác dậy từ 4 giờ sáng để tiễn khách quốc tế cơ. Thế là bác nhìn đồng hồ thấy 9 giờ sáng, biết là giờ tâm linh. Bác bảo các đồng chí trung ương nghỉ giải lao. Giải lao xong, chú ba là đồng chí Ba Duẩn đấy, chủ trì thay cho bác. Bác phải có việc về nhà riêng một chút. Không ai biết là việc gì, chỉ có hai người biết thôi. Một là ông Lê Duẩn, hai là ông Vũ Kỳ biết là bác chữa di chúc. Còn chúng ta không hề biết. Sau này bác mất đảng công bố một đoạn mới biết cái đoạn đó thôi. Còn bây giờ biết toàn văn di chúc. Và khi chữa di chúc trong nhà sàn, thì ta có ngờ đâu là 4 tháng sau bác đi. Mà 3 tuần lễ cuối cùng thì bác cũng không ở nhà sàn nữa. Theo đề nghị của Trung ương và bác sĩ, bác xuống ở cái ngôi nhà bây giờ ngoài tường có gắn cái biển nhà 67. Chính là cái hầm tránh bom bi cho bác. Bác ở đấy, tiếp khách ở đấy, nghe báo cáo về chiến sự miền Nam ở đấy. Và những giây phút cuối cùng của bác, ngôi nhà 67 linh thiêng có thể coi là một bệnh viện đặc biệt, cứu chữa hết lòng cho bác mà không được. Tuổi cao sức yếu, bác chút hơi thở cuối cùng ở đó. Thì cái năm 69 này này, bác viết trong di chúc không còn sự sống, cũng không còn năm, không còn tháng, chỉ còn giây phút. Bác viết là ai mà đoán biết được tôi còn phục vụ Tổ quốc nhân dân được bao lâu nữa. Không còn tháng, không còn năm, không còn sự sống, chỉ còn phục vụ. Bác bảo là người đã suốt đời phục vụ cách mạng và nhân dân, nay phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải ân hận. Tôi chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Chứ tấm huân chương bác cũng không nhận, vì bác thừa là đi đến nơi mà chưa về đến chỗ. Bác dặn là đồng bào miền Nam sẽ thay mặt cả nước gắn huân chương cho bác sau ngày thắng lợi cũng chưa muộn. Bác bảo tấm huân chương sao vàng cao quý chỉ nên tặng cho một người thôi, đó là bác Tôn Đức Thắng kính yêu của chúng ta, mà sau này thay bác làm chủ tịch nước. Còn với bác bảo hoãn lại, rồi bác đi, bác có kịp nhận đâu. Thế là lúc ra đi, trên ngực áo không một tấm huân chương. Cái áo bác mặc trong đời lần cuối cùng không phải một áo trắng sang trọng như chúng ta bây giờ, là một chiếc áo trắng vải thô, dệt thủ công, cộc tay, mà đằng sau lưng còn có vết máu. Mà gối nằm của bác cứ đẫm nước mắt. Nước mắt bác nhỏ xuống hai bên bìa gối. Ngực áo của bác, các đồng chí phục vụ kể lại lúc thay áo cho bác đấy, không ai ngờ tại sao lại ngực áo của bác cũng có cả một khoang đầy nước thế này. Hóa ra là nước mắt ở gối là nước mắt của bác. Nước mắt trên ngực áo bác là nước mắt của 6 bác sĩ thay nhau hồi sức cấp cứu cho bác mà không được. Chỉ mong muốn được chết thay cho bác để bác sống lại mà không được, thì nhỏ nước mắt vào ngực áo của bác. Đấy là tất cả những gì chúng ta được biết về bác sau 45 năm thực hiện di chúc. Đặc biệt nữa là những ngày lâm bệnh nặng, gần như không còn làm việc được, tính từ ngày 25 tháng 8 năm 69 đến mùng 2 tháng 9 năm 69, cái tuần lễ cuối cùng bác không làm việc.
gần 10 ngày đó, mà ngày đêm chúng ta chăm sóc bác, lúc tỉnh lúc mê. Tại sao lúc tỉnh dậy câu đầu tiên bác hỏi là miền Nam, chiến trường miền Nam hôm nay thắng ở đâu? Rồi câu hỏi tiếp theo là đê vỡ có nhiều không, có kịp sơ tán dân đi không? Câu hỏi cuối cùng dành cho các cháu, sắp đến ngày khai giảng rồi, các chú chuẩn bị trường sở sách bút cho các cháu đến đâu rồi? Đấy, tình hình là như vậy rồi các đồng chí. Và chuyện còn kể lại, đồng chí Lê Duẩn là thay mặt Ban Chấp hành Trung ương là Tổng Bí thư thứ nhất, đến thăm bác, có đề xuất với bác một việc. Thưa bác, vì chúng ta nhận được tin mật của tình báo là nó sẽ phá hủy không sót một đoạn đê nào của Bắc Bộ, mà nếu không giữ được đấy, phương án xấu nhất là mất Hà Nội, Hà Nội chìm trong biển nước. Cho nên bác đang ốm nặng thế này, lòng dạ trong dân trong đảng như lửa đốt, vậy xin thiết tha mời bác rời Hà Nội, bác về Ba Vì dưỡng bệnh để cho đảng yên tâm, dân yên tâm, dù sao cũng là nơi cao giáo nhất. Bác khóc đấy các đồng chí. Bác bảo bác không đi đâu cả, để bác ở đây thôi. Bác không thể bỏ dân mà đi được. Đưa bác đi, các chú chỉ đưa được một mình bác thôi, còn dân các chú tính sao? Bác không đi. Chỉ cái chữ dân ấy, ta nói là chữ đau đáu suốt cuộc đời bác, chữ nổi bật trong tư tưởng, trong di sản sự nghiệp của bác. Tại sao mà lúc tỉnh lúc mê, không ăn uống gì, chân bác gầy lắm, nhật ký chữa bệnh cho bác còn lưu được đến bây giờ này, hai thìa sữa một ngày cũng không hết nữa. Phải nấu một bát chè hạt sen nhỏ, tưởng rằng bác khỏe, bác ăn được, bác thích, bây giờ cũng không sao nuốt nổi, nhưng bác thèm một ngụm nước dừa, như tôi nói là vang vào không kịp. Thế mà trưa mùng 1 tháng 9 năm 69, tại sao bác rất tỉnh các đồng chí? Da rẻ hồng hào, râu tóc bạc phơ, bác nằm trên giường nệm trắng, trải một chiếc khăn nhỏ cho bác, mà nó cứ phập phồng hơi thở của bác thế này. Bác còn đang sống. Trưa mùng 1 tháng 9 bác tỉnh lắm, dường như là ánh sáng cuối cùng của một ngọn đèn trước khi tắt. Bác nhìn tất cả mọi người như có ý vĩnh biệt, nói năng đã rất khó. Mà bác thấy đồng chí Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng một lúc vào thăm bác, thì bác mừng lắm. Bác cầm tay Thủ tướng, bác cứ gọi chú Tô đâu, chú Tô đâu. Thủ tướng đến gần giường bác hỏi, thưa bác cần dặn thêm điều gì nữa không? Bác bảo tính cho bác xem quốc khánh năm nay lần thứ bao nhiêu. Thủ tướng trả lời, thưa bác là 24 năm, 45, 69 mà, 24 năm. Bác bảo, hai giáp có phải không chú? Giáp tức là 12 năm. Ý bác là năm chẵn, đốt pháo hoa cho dân chúng mừng, mà không sao đốt nổi, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Trong thơ Tố Hữu đấy, là đốt pháo hoa mừng đến lễ sau. Và đặc biệt, bác nói thế này thì ta mới biết là bác biết rõ về sự sống và cái chết. Và bác dường như chống chọi với cơn đau, vượt ra cả quy luật để cố chờ bằng được dân trong ngày quốc khánh. Mà chỉ tiếc là không chờ được. Bác bảo là nấu cho bác một bát cháo đầy. Ngày mọi ngày thì không ăn được cái gì cả. Hôm nay bác dặn là nấu một bát cháo đầy. Bác còn nói rõ là nấu kha khá vào. Bác sẽ cố ăn bằng hết bát cháo để có sức sáng mai bác ra với đồng bào bác nói dăm câu. Sáng mai là mùng 2 tháng 9. Bác cứ đinh ninh là ta chưa tổ chức meeting. Khổ thế. Bác lại bảo là bảo cháu Oanh là y tá Ngô Thị Oanh ấy, vừa tốt nghiệp quân y ra đến để phục vụ bác. Bác bảo cháu Oanh tiêm thêm thuốc trợ lực cho bác, để bác có sức sáng mai bác ra nói với đồng bào dăm câu, với dăm đồng bào dăm phút. Đấy. Bác nói tiếp là
trận này xem ra khó qua lắm các chú ạ. Trận này, tức là cái đợt ốm này, này xem ra khó qua lắm các đồng chí, các chú ạ. Thế hóa ra bác linh cảm thấy cả cái chết. Mà trước khi chết ấy, bác phải gặp dân dăm phút, nói với dân dăm câu bác mới yên lòng được. Nghe bác nói đến như vậy, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ràn rụa nước mắt mà không nỡ giấu bác nữa. Đến gần giường bác, cầm tay bác mà nói: "Thưa bác, vì bác ốm nặng như vậy, Trung ương rất lo lắng nên không tổ chức gì lớn cả, dù năm nay là năm chẵn. Chỉ có một cuộc meeting nhỏ và đã xong rồi, chúng tôi vào đây thăm bác." Thế là bác sững sờ. Bác cứ đinh ninh là sáng mai. Bác sững sờ, bác nằm xuống, nước mắt cứ ròng ròng xuống hai bên gối. Bác nói một câu trong nghẹn ngào là: "Thế là cơ hội cuối cùng cũng không còn nữa, có phải không?" Bát cháo cũng không ăn được, cốc nước dừa cũng không uống được, chỉ có nước mắt mà thôi. Và hôm sau, tức là hôm mùng 2 tháng 9, ngày đọc tuyên ngôn độc lập, đọc nước, lập nước ngày nào thì ra đi ngày đó. Bác lập nước ngày nào, bác ra đi ngày đó, như thánh gióng của thời đại mới vậy. Đây cũng là một chuyện ngẫu nhiên thôi, nhưng nó trùng hợp với nhau ở một bậc thiên tài vĩ nhân, nó trở nên huyền thoại. Mà lại đi trong giờ tâm linh cơ. 9 giờ sáng hôm mùng 2, bác lại nhìn khắp cả một lượt, và bác lại hướng vào đồng chí Vũ Kỳ rất lâu, như có ý vĩnh biệt người tiểu đồng chia ngọt sẻ bùi suốt 24 năm. Ông Vũ Kỳ biết ý bác, vừa khóc vừa chạy ngay đến đầu giường bác, quỳ xuống. Quỳ xuống để ngang tầm với gối nằm của bác, để bác nhòm lên cho nó đỡ vất vả. Và bác cũng biết, khi thấy ông Vũ Kỳ quỳ xuống sát đầu giường, bác nhẳng lên hôn vào trán Vũ Kỳ. Bác hôn rất lâu vào trán Vũ Kỳ, rồi tay bác buông ra, tim bác ngừng đập. Lúc đó đúng 9 giờ. Còn Thủ tướng Phạm Văn Đồng có kể cho chúng ta chi tiết hơn ấy. Mỗi lần mà cơn đau dữ dội thì ta nhìn vào cái điện tâm đồ, ta phóng chiếu trên màn hình ấy, nó lên như một làn sóng dữ dội thế này, thì tay bác nắm chặt, nghiến răng để cố không có tiếng kêu, để mọi người không xót xa. Và má của bác đỏ bừng như chảy máu. Còn khi mà nó chạy thẳng băng thế này thì tay bác lạnh dần và bác đi. Cái cô Ngô Thị Oanh lúc bây giờ 21 tuổi, bây giờ đã là một bà lão rồi, vì bác mất 45 năm nay đã về hưu rồi, còn là người cầm tay bác để xoa tay bác cho tay bác mềm mại ấm nóng lên. Bây giờ nó cứ lạnh dần và co quắp lại. Câu thơ Tố Hữu đấy: "Bàn tay con nắm tay cha, bàn tay bác ấm vào da vào lòng." Bây giờ cứ lạnh dần. Thế là xoa cho bác để tay bác mềm mại ấm nóng lên. Chợt nhìn xuống móng tay, thấy đã dài, thế là vội vàng lấy kéo cắt móng tay cho bác. Ta có ngờ đâu là móng tay của 10 ngón tay bác vẫn để trong một chiếc phong bì nhỏ xíu, trắng mướt, trắng muốt, gìn giữ 45 năm nay như một kỷ vật. Và khi lau mặt cho bác bằng khăn mặt nước nóng ấy, chạm vào chòm râu của bác, thì mở khăn mặt ra, có 7 sợi râu trong đó. Thế là vuốt thẳng và keo lại, 45 năm nay cũng là một thứ kỷ vật linh thiêng. Và bác dặn ông Vũ Kỳ lấy cho bác một bông hồng, một bông huệ, tặng cho cháu gái. Khi cháu đã hát cho bác nghe được mấy câu, quan họ Bắc Ninh trong nước mắt: "Người ơi, người ở đừng về." Những cái bông hoa đó ép trong cuốn sổ tay mà nó thấm màu, bây giờ nó cứng như đá vậy. Tất cả những gì tình cảm của bác với chúng ta và chúng ta với bác, nó kết tinh trong cái hiện vật đó. Còn tang lễ bác xong ấy, những ngày buồn thảm nhất, nước mắt và nước mưa, thiên nhiên và lòng người, thế giới và dân tộc đều vỡ òa trong tiếng khóc của biết bao thế hệ. Các
các bác đứng tuổi đã trực tiếp có mặt ở Hà Nội trong ngày đó thì đã biết. Các đồng chí trẻ đọc qua hồi ức và xem phim thôi. Và sau khi bác mất rồi, ta cứ tưởng nỗi đau xé ruột xé lòng đó nó sẽ lắng sâu xuống. Ai ngờ bây giờ nó lại bùng lên dữ dội như bão táp vậy. Các đồng chí có hiểu vì sao không? Vì đã đến lúc quốc tang bác xong thì cũng là lúc mà chúng ta phải chứng kiến việc bác đi rất xa. Những chuyện này 45 năm bác mất, bây giờ chúng ta mới nói. Tức là chính trong ngày bác ốm nặng, rồi sau này là ngày tang lễ tang gia bối rối đấy, Đảng và chính phủ ta đã có cuộc trao đổi cặn kẽ với Đảng Cộng sản Liên Xô và chính phủ Liên Xô, Xô Viết, thành cả một nghị định thư đấy các đồng chí. Chỉ có hai điều thôi. Điều thứ nhất, Liên Xô làm hết sức mình để có được một quốc tang trọng thể chu đáo nhất cho bác Hồ. Và đã như vậy, ngay cả lúc viếng bác nhé, cái đôi dép cao su để ở đâu mà tang ra bối rối cũng không nghĩ hết được, Liên Xô đóng cấp tập vào hòm thủy tinh pha lê đựng đôi dép đó để dưới thi hài bác. Mọi việc lớn nhỏ như vậy Liên Xô lo hết. Cho nên khi bác nằm xuống đấy, người đầu tiên được Đảng ta thông báo và có mặt sớm nhất ở Hà Nội là ai? Chính là nhà bác học Xô Viết, người trực tiếp ướp thi hài Lenin để chăm lo bảo vệ bác. Đặc biệt nữa là có cái điều thứ hai là Việt Nam đồng ý với đề nghị của Liên Xô là quốc tang bác xong sẽ đưa bác về Liên Xô. Trong hoàn cảnh bấy giờ, đấy là giải pháp tốt nhất. Chiến tranh ác liệt, lăng chưa có, chuyên gia chưa đào tạo, nước ta là nước nhiệt đới, không dễ mà giữ được, chỉ có Liên Xô làm được, thì đấy là giải pháp tốt nhất. Nhưng đến khi phải thực hiện, thì nỗi lòng mọi người tan nát hết, không ai muốn xa bác cả. Cho nên cứ giàn giụa nước mắt đề nghị với Trung ương giữ bác lại, đừng để bác đi xa như thế. Mà các đồng chí Liên Xô thì cũng vô cùng cảm thông với chúng ta, mà lại vô cùng ngưỡng mộ bác, cũng xúc động và đồng ý để lại. Cái thay đổi đấy, họ bay ngay về nước để lập tức báo cáo tình hình, quan trọng nhất là mang ngay sang cho nó kịp tất cả các điều kiện để phục vụ bác. Từ dung dịch, dung dịch là bí mật tuyệt mật của quốc gia Liên Xô, mà chỉ có được thẩm quyền mới được rút ra thôi. Mang dung dịch sang là cái chất quan trọng nhất để giữ thi hài bác hồng hào như lúc sống. Hai nữa là các phương tiện thiết bị y tế, nhất là hệ thống xe để chở thi hài bác đi trong các địa hình địa vật khác nhau. Và giữ thi hài bác ở đá trông K9 suốt những năm tháng chống Mỹ, cho đến khi hòa bình thống nhất có lăng cho bác, đưa bác vào lăng. Và đêm đêm Hà Nội cứ 12 giờ đêm thì một đoàn xe dài lặng lẽ chuyển bánh. Bộ Chính trị Trung ương tiễn hai hàng nước mắt, tiễn cái đoàn xe chở thi hài bác đi. Nhưng bác chúng ta vất vả vô cùng, chưa đi được bao nhiêu thì lại có lệnh hỏa tốc đưa bác về ngay để tìm phương án khác. Ý tức là để thật an toàn cho bác. Vì thời bấy giờ nó lùng sục phi công Mỹ, nó có thể tập kích Sơn Tây Ba Vì bất cứ lúc nào. Thì đấy là những điều mà chúng ta được biết. Và cho đến khi đặt bác trong lăng vĩnh hằng, chọn cuộc đời bác có ngủ yên đâu, nay bác ngủ chúng con canh giấc ngủ, thì thi hài bác 6 lần di chuyển. Thì chúng ta biết thêm những chi tiết đó để càng thương yêu bác hơn. Và việc học bác, làm theo bác, như chúng tôi đã nói đấy, là tự trái tim, chứ không chỉ bằng khối óc, thì nó mới sâu sắc và thấm thía. Và không phải là một cái cuộc vận động nữa, mà là một nhu cầu văn hóa. Cái nhu cầu ấy áp dụng vào chúng ta. 50 vạn đồng bào Kon Tum cùng với cả mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ này, truyền thống này, và 22.000 đảng viên của đảng bộ chúng ta nhất định sẽ làm được. Làm được để Kon Tum giàu mạnh, hiện đại, xứng đáng với lòng mong mỏi của bác, nhất là trong thời kỳ chúng ta đang chuẩn bị đại hội đảng.
Và đấy cũng là tình cảm mà chúng tôi muốn gửi tới các đồng chí với tất cả niềm tin yêu, hy vọng, kính trọng các đồng chí. Tôi xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các đồng chí.